Chương 800, thu được âm hồn tinh. Hám Hạo Minh tạo thành một cái thùng, không ngừng có âm hồn từ trong cơ thể của hắn tới trốn, lại có đại lượng âm hồn chen vào, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Lại đánh mấy ngàn cái sau đó, Thạch Hạo cuối cùng dừng tay lại. Không phải trong lòng hắn muốn nương tay, mà là thân thể Hám Hạo Minh thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, thực sự không chịu được dày vò. Oanh, thân thể Hám Hạo Minh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn khối mảnh vỡ. A, à, không có âm hồn tinh. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù hắn biết rõ, âm hồn tinh không phải trăm phần trăm sẽ xuất hiện, nhưng mà hắn hao tốn nhiều công phu như vậy nhưng vẫn là không thu hoạch, khó tránh khỏi vẫn làm hắn có chút thất vọng. Lại đi tìm một chút xem, Thạch Hạo nhanh chân mà đi, thể chất chỉ uy lăn đều mà chuyển động, hết thảy âm hồn đánh tới đều tan thành mây khói. Ở trước mặt thánh thể của hắn bất kỳ cái thực lực âm hồn nào đều muốn đánh chiếc khấu một cái đại tế thiên nhiều lắm là làm hắn dùng đến bổ thần miếu, cho nên nơi này có thể cho uy hiếp thạch hạo cũng chỉ có đại âm hồn trèo lên thánh vị thinh linh bước đi chỉ thấy một đầu quái vật giết tới nhảy lên thật cao sau đó trùng điệp rơi xuống đây là vừa rồi người tiến vào trong nhưng bị âm hồn chiếm cứ thân thể tên này mới biến thành quái vật hai cái con mắt hắn bạo điệu toàn bộ tóc cũng đi đến tinh quang lại che kín gai nhọn để cho người coi như phát sợ mà hắn toàn thân càng dài đầy xúc tu chỉ ít có bao nhiêu trượng dài cua múa như là điên dại không nói những âm hồn này chỉ có bản năng giết chóc tổ tính nắm giữ lý trí, cái dáng dấp này kinh khủng cũng hoàn toàn không có khả năng cùng nhân loại chung sống hòa bình. Quái vật giết tới nơi này, cuồng múa xúc tu, cuồng đạp hướng về thạch hạo. Cái này thì còn mạnh hơn hám hạo minh, bản thân hám hạo minh là một tế, tại bị âm hồn chiếm cứ sau đó chiến lược thì đạt đến hai tế đỉnh phong, mà con quái vật này, khi còn sống chính là hai tế, bây giờ chiến lược thì đạt đến ba tế, nhưng còn chưa tới ba tế đỉnh phong. Dù là như thế thì cái này cũng thật lợi hại. Thạch Hạo không sử dụng trong tình huống thập dương thánh thể cơ hồ đối với hắn không tạo được một chút xíu tổn thương. Không có cách nào quái vật này đã không phải là thể sinh mạng muốn hại nhưng là không tồn tại, đã kích đến kháng vô cùng, mặc cho Thạch Hạo anh kích như thế nào đều là không dùng. Nhưng mà, Thạch Hạo đem thể chất kích một phát, dưỡng khí lăn đều như nước thủy triều, tình huống này không đồng dạng. Quái vật kia phát ra tiếng rít lên, lộ ra 10 phần phẫn nộ mà sợ hãi chiếm cứ người sống sau đó thể âm hồn lập tức sẽ nắm giữ trí khôn nhất định lại không giống như trước đó đần độn như vậy thạch hạo cười một tiếng xuất thủ lần nữa hắn lấy bản nguyên kinh nhìn rõ bản chất lại kinh ngạc phát hiện thế mà hắn không có cách nào xem thấu cấu tạo âm hồn làm sao có thể thạch hạo nhướng mày chẳng lẽ âm hồn là từ tiên giới đến bởi vì thiên địa không giống cho nên hắn mới không cách nào xuyên thủng bản chất âm hồn sao nhưng nếu như là như thế này tại sao tiên giới phải làm chuyện như vậy bành, 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 trong lòng của hắn nghĩ đến, những công kích lại như nước thủy triều, một cái so với một cái mãnh liệt, rất nhanh lập tức đem đầu quái vật kia đánh đến vỡ nát. Muốn giết chết bị chiếm cứ cơ thể sống, chỉ có thể đem chịu anh thành bão vụt, nếu không chính là không chết được. Vẫn là không có âm hồn tinh, tốt, thạch hạo cũng không có gấp, chính là ở trong sân rộng dưới mặt đất phát động săn bắn. Lập tức gần nửa ngày thời gian, hắn giết chín đầu bị thể âm hồn chiếm cứ, trong đó có sáu đầu là thể sống, ba đầu thì là thi thể, nhưng cơ thể sống sáu đầu không có một bộ cung cấp âm hồn tinh cho hắn. Mà chết ở trong tay hắn số lượng âm hồn càng nhiều vô số kể, nhưng lúc này toàn bộ không gian dưới đất cũng khôi phục bình tĩnh. Xem ra, người tiến vào nơi đây hoặc là chết rồi, hoặc là chạy ra ngoài, không còn người sống ở chỗ phóng túng này. Thạch hạo thở dài, cũng lui ra ngoài. Hắn cải biến hình dáng tướng mạo một cái, ở một bên quan sát. Lần này tin tức thất bại đã kinh truyền ra, mà tất cả thế lực 10 sao cũng tức giận làm vậy, phái ra đại lượng tay người lần nữa tiến vào di tích cổ thứ nhất là bảo tàng cổ đế triều hai là nhìn xem còn có ai thất thủ ở chỗ kia có thể cấp cứu một cái dù sao khi đó đi vào đều là cấp bậc đệ tử đại tế thiên tương lai mỗi một người đều là trụ cột bên trong tông môn lần này một đời lão đại tế thiên khắp nơi liền có thể thấy được nhưng mà thực lực của bọn hắn ngược lại không thấy mạnh hơn vì cái gì có năng lực đột phá hai tế ba tế vậy khẳng định đã sớm đột phá trèo lên thánh vị thậm chí đi đến tiếp thiên lộ, bởi vì chỉ là một lần hiến tế, cho nên bọn hắn mới không cách nào tiến thêm một bước, bị vây ở đại tế thiên. Còn tốt chính là, số người đủ nhiều, hơn nữa mang tới chế tác cường giả phù binh, còn có loại hình chiến binh thực lực tổng hợp khẳng định là mạnh hơn. Thạch hạo đi theo những người này, lần nữa tiến vào không gian dưới đất. Đại chiến lập tức bộc phát, những người bên này, thương vong thảm trọng. Âm hồn đều không có ý thức tử vong, cũng chỉ có một bản năng, chiếm cứ thể sinh vật, không quan tâm là sống còn hay chết. Phần lớn mọi người đều là lực chiến mà chết, nhưng cũng có số ít người ở lại chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng, tự bạo không kịp, bị âm hồn chiếm cứ, cải tạo thành quái vật. Một khi phát hiện dạng thể âm hồn này, Thạch Hạo lập tức sẽ thống hạ sát thủ. Một đầu, hai đầu, năm đầu, mười đầu, mười đầu hai mười bốn con, thời điểm giết tới thứ hai mươi lăm đầu, Thạch Hạo phát hiện ngoài ý muốn trong thi thể sụp đổ đúng là bay ra một khối tinh thạch. Giống ngón út lớn, toàn thân u ám, mà cái này rõ ràng là ra đến âm hồn dựng dục, lại tràn đầy khí tức sinh chi, thật là khiến người ta không tưởng được. Âm hồn tinh, Thạch Hạo lập tức xuất thủ, bắt lấy âm hồn tinh bắt, đồng thời thu vào bên trong tiên cư. Được, hết thảy vật liệu đều đầy đủ, có thể cứu người. Giao ra, nhưng vào lúc này, chỉ thấy một tên nam tử giết tới đây, hướng về Thạch Hạo mà quát. Âm hồn tinh không chỉ có thể dùng đến cứu mạng, mà còn là vật liệu tu luyện siêu phàm, mang nó sinh ra liền biết độ khó độ cao, cái đồ chơi này là như thế nào ít ỏi. Cho nên, lập tức xem như ở bên trong dạng này chiến đấu kịch liệt, phát hiện có âm hồn tinh xuất hiện, còn đưa hắn tới người ngấp nghé. Đừng nói cái âm hồn tinh này là dùng để cứu người, dù là không phải, đây là bằng bản lĩnh đạt được, thạch hạo tại sao lại muốn nhường. Có thể chính là bởi vì sốt ruột cứu người, thạch hạo căn bản lười nhác cùng người kia dây dưa, lập tức xoay người chạy. Nam tử kia lại coi là thạch hạo sợ, không khỏi cười lạnh, nếu có thể để ngươi chạy, ta mạc chí viễn lập tức đem tên viết ngược lại. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền lộ ra vẻ tức giận xấu hổ. Bởi vì thạch hạo chạy rất nhanh, hắn đuổi chi không hơn. Còn có âm hồn ở đây tàn phá bừa bãi, hắn lại không thể không quan tâm, chỉ là nhìn chằm chằm thạch hạo. Mất dấu ngươi, mạc chí viễn tức giận đến xém chút giấm chân, ba ba ba, hắn xuất liên tục mấy trường, đem đánh tới âm hồn hủy diệt lẩm bẩm nói, ngươi nhất định còn ở chỗ này, ta sẽ tìm ra ngươi âm hồn tinh ta là nhất định phải có được. Âm hồn tinh là do trí âm âm hồn ở bên trong cơ thể sống đang thai nghén, cho nên cực âm mà sinh ra, ngược lại tràn đầy sức sống. Hắn nắm chắc xung kích hai tế, nhưng thua thiệt ở chỗ khí huyết suy bại, nếu là cưỡng ép hiến tế lần thứ hai, sẽ chỉ làm chính mình bị rút thành người khô. Nhưng là, có âm hồn tinh cung cấp sức sống, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, hắn nhất định phải bắt được thạch hạo, cướp đoạt âm hồn tinh. chương 801, Ấn Tín Nhiên Ha ha, Thạch Hạo cười nói, có cần vội vàng động thủ như thế sao, ta còn muốn biết rõ, lúc trước cổ đế triều đã gặp phải chuyện gì đấy, đến cuối cùng, người của hẳn đều chết hết, ngươi lại làm thế nào mà biết được những thứ này. Từ trung lộ ra vẻ ngạo nhiên, bởi vì, khi đó ta chính là hậu duệ của cái đế triều này. Hắn bế nghĩa nói tiếp, nếu không phải khi đó càn long đại tướng quân làm hỏng bố cục của chúng ta, từ gia ta đã sớm đem thuộc hạ tiếp dẫn ma đế đại nhân, thành tựu lẫn sự nghiệp sẽ phát triển tới trình trạng cực kỳ to lớn. Thạch Hạo lắc đầu, nếu khi đó tổ tiên ngươi thật sự thành công, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể được sinh ra sao? Âm hồn có thể sinh trẻ em sao? Không được, cho nên, ngươi phải cảm tạ vị đại tướng quân kia." Thạch Hạo cười nói, trong lúc nhất thời, Từ Chung lại không biết nên phản bác như thế nào. Quả thật đúng là như vậy, Càn Long đại tướng quân làm hỏng việc lớn của đế triều, nhưng những người đời sau như hắn đều phải cảm tạ Càn Long đại tướng quân đã cứu bọn hắn một mạng, nếu không, bọn hắn làm sao có thể xuất thế? Hừ. Tu La, người cho ta một cơ hội, chúng ta liên thủ chữa trị triệu hoán trận, đem bộ hạ của ma đế đại nhân tiếp dẫn tới đây, thu được sinh mệnh bất diệt, người thấy như thế nào? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, được, lựa chọn sáng suốt, từ trung đi tới, vươn tay, giống như muốn đưa cho Thạch Hạo thứ gì, nhưng tay mới đưa đến một nửa, liền đổi thành đập ngang, quét tới bên hông của Thạch Hạo. Nhưng mà Thạch Hạo cũng sớm có dự liệu, lập tức để thân hình lùi lại, tránh khỏi một kích này. Hắn lắc đầu, từ huynh, cái này cũng quá không phúc hậu rồi từ chung cười lạnh người giả ý đáp ứng ta không phải cũng muốn âm ta sao khi đó tổ tiên ta bị thiệt lớn bây giờ chẳng lẽ ta còn không biết rút ra bài học gì sao lúc trước phong đô đế tiến hành nghi thức triệu hoán cuối cùng lại bị càn long đại tướng quân đánh gãy đưa tới phản vệ làm mất đi tính mệnh trần ra đời đời kiếp kiếp một mực nghĩ về điều đấy khuyên bảo hậu nhân tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào tránh dẫm lên vết xe đổ ngày xưa oanh, 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 từ trung liên tục xuất chiêu, mỗi một cái đều vô cùng ngoan lệ. Thạch hạo một bên trốn tránh, ngẫu nhiên sẽ ngăn cản một cái, một bên thì nói, người sớm biết tồn tại ở nơi này, cho nên, là ngươi đã dẫn bích lạc giáo tới, muốn giúp người đánh vào đây, nhưng bích lạc giáo cũng không thể làm được nên mới thả tin tức ra bên ngoài. Không tệ, từ trung cũng không có phủ nhận, hắn vừa nói vừa tiếp tục ra tay đánh về phía thạch hạo. Hắn là đạo tử của đại giáo 10 sao, cũng là thiên tài, cho nên chiến lực cũng vô cùng kinh người. Thạch hạo tuy đã tới giới hạn, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói, nhưng ta không rõ, chiến lực của người cũng chỉ có bốn tế, làm sao lại có thể vào được đây. Từ trung lộ ra một nụ cười, trên người của ta có một cái bảo vật, có thể hoàn toàn miễn dịch với hết thảy công kích, chỉ là thời gian kéo dài có hạn. Cho nên, ta cần phải có người đem ta đưa đến tầng thứ 8, sau đó nhẹ nhàng vào đây là được rồi. a à, thì ra là thế. Thạch hạo gật gật đầu, Lần này hắn đã giải khai toàn bộ nghi hoặc Tu la Người đã biết rõ toàn bộ bí mật Hiện tại cũng đã có thể an tâm mà đi Từ chung cười xong Vỗ ra một trường Ngừng tụ vô tận năng lượng Hóa thành một cự thủ to như nắp diếp Đánh về hướng của thạch hạo Thạch hạo không có đón đỡ Còn chủ động trốn tránh Ngạnh kháng cùng một tên cường giả bốn tế Hiển nhiên không phải là cách làm sáng suốt Dù là thả ra đại chiêu Cũng phải nắm lấy cơ hội Không phải đánh ra để kiến công Bây giờ từ trung vô cùng cường thế, đè ép thạch hạo. Xeo, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng vọt vào. a à, lại có người đến, thạch hạo nhìn sang, chỉ thấy đó là một người trẻ tuổi, nhìn qua chỉ có 24-25, nhưng tuổi thật lại chạm đến 50. Từ trung thì hơi nhíu lông mày, lâm huynh, đến rất đúng lúc. Kẻ này lại khôi phục triệu hoán chân, dẫn thêm âm hồn đi tới, mau mau liên thủ cùng ta, đem hắn oanh sát. Đây là ăn cướp còn là làng A, thạch hạo không khỏi cười lên, cái tên Từ Trung này thật đúng là không biết xấu hổ. Lâm huynh, Thạch Hạo mới nhìn tới người trẻ tuổi kia một chút, lập tức giật mình, đây là Lâm Tử Quang, đạo tử của Tam Anh Điện. Tu vi ba tế, chiến lực bốn tế, thật không phải không bất phàm. Lâm Tử Quang nhìn thoáng qua Thạch Hạo, lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là bổ thần miếu, thế mà Từ huynh còn muốn ta hỗ trợ sao? Đối thủ như vậy, đừng nói là Từ Trung, chính là đối đầu bất kỳ tên một tế nào, đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Ngươi trêu chọc ta sao? từ chung cười một tiếng lâm huỳnh chớ có xem thường người này lại chính là tu la cái gì lúc này lâm tử quang mới giật mình hắn đương nhiên nghe nói qua hai chữ tu la đây chính là yêu nghiệt phá hết ghi chép thậm chí còn đem xong hoa tôn giả dài xéo một trận những người đang nóng nhất hiện nay tu la tuyệt đối có thế tính một cái nhưng mà hắn vẫn không thể tin được liền xem như tu la thế nào chẳng lẽ còn có thể đánh phá thiệt luật võ đạo nắm giữ chiến lược của đại tế thiên sao lùi một bước mà nói dù tính Tu La thực nắm giữ chiến lực của đại tế thiên, vậy cao lắm là chống đỡ được một tế. Ngươi là là ba tế nha." Từ chung không nói tiếp, chỉ là xuất thủ đánh tới phía Thạch Hạo. Sự thật thắng hùng biện, quả nhiên, giao thủ không có mấy chiêu, Lâm Tử Quang liền biến sắc. "Mẹ nó, thật mạnh, dù Thạch Hạo chỉ trốn tránh, ngẫu nhiên đánh lên một chiêu, nhưng theo hắn phán đoán, cái Tu La này ít nhất cũng có chiến lực của một tên ba tế. Bốn tế dĩ nhiên là áp chế ba tế." nhưng muốn thắng thì dễ dàng muốn giết vậy lại rất khó khăn được ta đến giúp ngươi lâm tử quang lập tức xuất thủ gia nhập chiến đoàn hắn dĩ nhiên là tin tưởng từ chung dù sao thế lực của hắn cũng không nhỏ từ chung dám hại hắn sao hai tên bốn tế phối hợp áp chế đương nhiên lực tăng mạnh đủ để đánh thạch hạo tới giật gấu vá vai nhưng mà lâm tử quang cũng không thể không thừa nhận thạch hạo thực sự rất mạnh những bổ thần miếu khác trên thế gian không người nào có thể bằng Oanh, đột nhiên từ trung đập ngang một trường, đánh qua Lâm Tử Quang. Một kích này quá bất ngờ, Lâm Tử Quang hoàn toàn không có phòng bị, bành, sau khi bị oanh trúng một trường sau đó, cả người hắn đều ngã mạnh ra ngoài. Phốc, hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt thì đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không thể tin được, từ trung lại có thể xuất thủ đánh mình. Vì cái gì chứ, hơn nữa, người đây là muốn nhê trai đại tông môn đánh nhau sao? Quét, âm hồn nhào tới, phóng về hướng của Lâm Tử Quang. Ngươi dám, lâm tử quang cười lạnh, bây giờ âm hồn cũng dám ra đánh hắn rồi. Nhưng mà, hắn lập tức hoảng sợ, bởi vì, đầu âm hồn này rõ ràng là trèo lên thánh vị. Nếu như hắn còn ở trạng thái mạnh nhất, vậy cũng không cần quá sợ hãi, bởi vì âm hồn nơi này bị đói quá lâu, chiến lực tự nhiên tổn hao mấy phần, trèo lên thánh vị nhiều lắm là có chiến lực của bốn tế, cũng không vượt quá bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn lại bị từ chung đánh lén, một trường đánh đến trọng thương, làm sao cản được âm hồn. Từ chung, hắn cắn răng nghiến lợi giống to, nhưng hoàn toàn không cách nào ngăn cản đầu âm hồn kia tiến vào thân thể của hắn. chương 802, song cường liên thủ, một khi bị âm hồn nhập vào thân thể, vậy chỉ có một cái kết cục. Chính là để linh hồn bị thôn phệ, nhục thân bị chiếm cứ. Từ sau đó, Lâm Tử Quang cũng không còn là Lâm Tử Quang. Tạp tạp tạp, nhục thân Lâm Tử Quang lập tức bắt đầu biến dị, hai con mắt biến lớn, có thể so với chậu rửa mặt, mà thân thể của hắn cũng lớn hơn rất nhiều, từng đoạn từng đoạn gai xương từ trong xương sống xuyên ra ngoài, vô vùng kinh khủng. Một cái chân của hắn thô to, một cái chân mảnh dài, mà hai cái cánh tay cũng như thế, người không ra người, ma không ra ma. Dị biến chỉ diễn ra trong nháy mắt, lâm tử quang rất nhanh liền triệt để biến thành quái vật, khóe miệng của hắn nở lên một nụ cười, hàm răng cao thấp, phập phồng bất định. Bộ nhục thân này cũng tạm được, bản tướng thật hài lòng. Lâm tử quang nói ra, đương nhiên, người đang sở hữu tấm thân này chính là đầu âm ma đăng thánh vị kia tướng quân hài lòng là được từ trung từ tốn nói thạch hạo nhíu mày lại đầu âm hồn này hẳn là một mực mai phục ở ngoài muốn chiếm cứ thân thể của ta đúng không đáng tiếc là ta một mực rất cẩn thận không có tạo ra sơ hở thẳng đến khi tên mốc lâm tử quang này xuất hiện theo lâm tử quang cho từ trung một trăm cái lá gan hắn cũng không dám hại mình không sợ nhắc lên hai đại tông môn sẽ đánh nhau sao nhưng mà từ Trung đã quyết định mở lại triệu hoán trận, vậy sẽ còn quan tâm tới thân phận của mình sao? Lâm Tử Quang cũng coi như phát huy một chút tác dụng. Từ Trung cười nói, mặc dù tự tay hại chết một vị chiến hiếu, nhưng hắn lại không có hối hận cùng đau lòng nào. So với tiếp dẫn một vị đại quân âm hồn tiến vào thế giới này, hại chết Lâm Tử Quang lại tính là gì? Tướng quân, chúng ta liên thủ, phải mau chóng đánh giết người này, sau đó chữa trị triệu hoán trận, nghênh đón ma đế đại nhân tới đây. Từ Trung nói ra. Lâm Tử Quang gật đầu, được, hai người liên thủ, đánh tới hướng của Thạch Hạo, áp lực của Thạch Hạo liền tăng như núi. Một tên từ chung đã đủ phiền toái, chiến lực đạt tới bốn tế, không phải là hắn có khả năng địch nổi, mà thêm Lâm Tử Quang. Vậy thì càng thêm kinh khủng, bản thân hắn cũng đã có chiến lực đạt tới bốn tế, lại thêm bị âm hồn nhập thể tăng cường. Cả hai kết hợp, dù không thể đạt tới chiến lực của một tên thánh vị, nhưng chiến lực tuyệt đối có thể so sánh năm tế. Năm tế, vượt qua chiến lực hiện tại của Thạch Hạo, cái này có thể nói là nghiền ép thạch hạo cười ha ha một tiếng phóng ra thể chất oanh dương khí nổi lên a à, lâm tử quang lập tức hét lên một tiếng vội vàng lui lại dù là bây giờ hắn đã có được nhục thân nhưng khi đối mặt với thập dương thánh thể hắn vẫn cảm thấy bị khắc chế khó chịu tới không cách nào hình dung đáng chết thể chất của hắn có thể ảnh hưởng tới ta âm thanh của lâm tử quang truyền đến bị thể chất thạch hạo chiếu rọi nhục thể của hắn đúng là xuất hiện những đường nứt cháy Mẹ nó, như thế cũng có thể phế bỏ một tên cường giả rồi sao? Từ trung trợn mắt hốc mồm, lúc đầu, hắn nghĩ đến, chỉ cần cùng Lâm Tử Quang liên thủ, đánh giết Thạch Hạo chính là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện lại phát triển như thế. Hắn lập tức liền rất khẩn trương, Lâm Tử Quang xuất hiện ở nơi này, nói rõ cái gì? Đại quân âm hồn đã bị tiêu diệt 789 phần, như vậy, mỗi khi trải qua từng phút từng giây, liền sẽ có thêm những người khác tiến vào, đến lúc đó còn thế nào triệu hoán ma đế tới sao tướng quân nhất định phải giết hắn nếu không kế hoạch của ma đế đại nhân lập tức sẽ thất bại trong gang tấc từ trung hướng về lâm tử quang nói ra lâm tử quang khẽ cắn môi được dù sao chỉ là một bộ nhục thân mà thôi cùng lắm thì bỏ đi lại đổi một bộ khác là được oanh hai người lần nữa liên thủ đánh tới hướng của thạch hảo thạch hảo cười ha ha một tiếng thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao hắn phóng ra tinh vân pháp tướng lập tức sương mù đẩy ra, bay tối hai người từ chung từ trung lập tức lạc mất phương hướng, mà lâm tử quang lại lộ ra một nụ cười lạnh. hắn là âm hồn, loại thủ đoạn mê hoặc này lại há có thể ảnh hưởng tới hắn sao? Cũng tốt, hắn giả bộ như gặp lâm nguy, từ từ tiếp cận thạch hạo, cho đối phương một kích trí mạng. hắn chậm rãi đến gần, đợi cho đến khi tới gần, hắn đột nhiên xuất thủ. oanh, một chân đánh ra, đấm tới sườn trái thạch hạo, muốn xuyên thủng bụng của hắn thời điểm hắn sắp đánh chúng lại bỗng dưng cảm thấy hoa mắt mất đi bóng dáng của thạch hạo làm sao có thể chứ hắn lộ ra vẻ không hiểu là âm hồn đê cái gọi là thủ đoạn mê hoặc căn bản không có hiệu quả với hắn nhưng làm sao lại đột nhiên mất đi bóng dáng của hạch hạo quá quỷ dị oanh hắn một kích thất bại cả người đều lập tức xông ra ngoài đúng lúc này thạch hạo lần nữa lại xuất hiện hắn đương nhiên là ở tiến vào tiên cư rồi lại trở ra hai tay kết lấy phiên thiên ấn hung hăng đánh qua hướng thân xác của Lâm Tử Quang. Bang, một kích đánh tới rắn chắc, phiên thiên ấn, có thể đem toàn bộ lực lượng của Thạch Hạo phát huy, uy lực bá đạo đến cỡ nào. Bây giờ Lâm Tử Quang cao lắm chỉ nắm giữ chiến lực của năm tế, cũng không phải trèo lên thánh vị, bị một kích oanh chúng, thân thể hắn lập tức sụp đổ, một đạo âm hồn bay ra, chính là đầu âm hồn trèo lên thánh vị kia, nhưng bây giờ lại suy yếu thêm một chút. Không có cách, nó đem thân thể Lâm Tử Quang cải tạo một phát, để phù hợp với nó nên tất nhiên phải hao phí một phần năng lượng. Còn không ở trong cơ thể lâm tử quang bao lâu, nó liền bị đánh ra, nguyên khí quá bị hao tổn. Nếu như chỉ có như thế, nó chưa chắc có chuyện gì, dù sao chính là trèo lên thánh vị. Nhưng thân ảnh của thạch hạo lại lần nữa biến mất rồi xuất hiện, một quyền đập qua nó, thập dương thánh thể bắn ra, dương khí sôi trào. Cái này liền phiền phức, đại âm hồn lập tức như tuyết động đổ vào nước sôi, một khi có chỗ nào chạm đến dương khí liền tan biến, để nó đau đến mức không ngừng giết lên. Cái này giống như một người bị lăng trì, quá đau đớn. Âm hồn thấp kém không có trí tuệ, không có khái niệm sinh tử, càng không có cảm giác đau đớn, nhưng mà sau khi bước vào đại tế thiên sẽ dần dần mở ra trí tuệ, cho nên cảm giác cũng tham vọng cũng sẽ xuất hiện. Tu la, từ trung gầm thét mà tới, hắn từ trong xương mù mà đánh qua. Thạch hạo căn bản không thèm nhìn hắn, tiện tay một vệt, sương mù lại dương động, lại ngăn cách hai người với nhau. Từ chung mặc dù mạnh hơn Thạch Hạo, nhưng cũng chỉ là bốn tế, không thể đạt tới tình trạng nghiền ép, làm thế nào có khả năng phá giải tinh vân sương mù. Hắn lại bị nhốt vào bên trong, Thạch Hạo thì là chuyên tâm đối phó đầu đại âm hồn kia, hắn đều đã sử dụng thời gian chi dịch, nếu còn không thể đem đầu âm hồn này giải quyết, vậy thật sẽ lỗ lớn. Thời gian chi dịch đã không còn nhiều, cho dù là sử dụng như hiện tại, cũng chỉ có thể dùng trong 10 lần nữa mà thôi. Oanh, 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 Thạch Hạo hành hung từng quyền, mà uy lực chân chính, chính là thập dương thánh thể của hắn, dương khí sôi trào, âm hồn gặp đâu chết đó, vô cùng đáng sợ. Dù là đầu âm hồn kia chính là trèo lên thánh vị, nhưng cũng không thể chống lại, dù sao nó cũng đã ở trong tình trạng vô cùng suy yếu. Nó liên tục bại lui, thân thể không ngừng tan rã, mà mỗi lần tiêu tan một bộ phận, thực lực của nó liền sẽ rớt xuống một chút. chương 803, hại người không thành, tự hại mình. Bang bang bang, thạch hạo liên tục đánh xuống hơn 100 quyền, Lúc dừng lại, đầu đại âm hồn IA đã bị đánh nát gần nửa thân thể, trạng thái vô cùng yếu ớt. Mà lúc này, âm thanh của Từ Chung lại vang tới. "Tu La, hắn lại giết ra tới, mặt mày xanh lét, tức giận cùng hận thù lên đến tận trời xanh. Hắn có thể không hận sao? Trải qua bao nhiêu năm tính toán lâu như vậy, lần này, hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, ngay cả đạo tử của một thế lực 10 sao hắn cũng bị hắn hại chết rồi, đã hoàn toàn đứt mất đi đường lui, chỉ có thể đi tiếp, nếu không thành công, vậy cũng chỉ có thể chết. Nhưng mọi chuyện đang tốt, lại bị Thạch Hạo nhảy vào phá hoại. Không, tuyệt đối không thể, từ chung dùng huyết thủ đoạn, lao ra sương mù, cuồng đánh tới hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo đều hơi xúc động, từ chung cũng rất mạnh nha, hai lần đều rất nhanh đã thoát ra khỏi tinh vân. Đương nhiên, cái này cùng tu vi của hắn cũng có quan hệ, dù sao, hắn chỉ là vừa mới nhen lửa hương hỏa mà thôi. Mới vừa nhen lửa hương hỏa đã như bức như vậy, người còn muốn như thế nào đây? Thạch Hạo không tiếp tục dùng Tinh Vân Pháp Tướng, mà là vận chuyển ra Tinh Hà, quấn quanh ở trên người, sau đó liền mặc kệ Từ Chung dùng cái chiêu thức gì đi oanh kích mình. Banh banh bành, sau 10 kích, Tinh Hà bị oanh bạo, nhưng Thạch Hạo cũng lợi dụng thời gian đó để mài thêm một lớp da của đầu đại âm hồn kia. Mẹ nó, cái tên quái vật này, Từ Chung mở to hai mắt, quả thực không thể tin được. Chỉ là bổ thần miếu, lại có thể sở hữu lực phòng ngự kinh người như thế. Người có chiến lực đạt tới ba tế là được rồi còn thêm lớp phòng ngự này, người có vì người đối thủ mà suy nghĩ một chút chưa? Hắn sẽ tuyệt vọng sao? Dù dù sao bản thân hắn là đạo tử, tâm tính đương nhiên hơn người. Trong nháy mắt mà thôi, hắn lại trở nên bình tĩnh, cắn răng một cái, hắn liền thả ra đại chiêu. Thiên vân lệ, từ trung oanh ra một trường, năng lượng lập tức bắn ra, quy tắc hóa thành từng giọt nước nhỏ, như là nước mắt, rơi tới hướng thạch hạo. Một kích này oanh ra, sắc mặt hắn không khỏi chuyển sang màu rắn nhợt, lộ ra vẻ cố hết sức hắn không thể không ra đại chiêu, nếu không, đầu âm hồn trèo lên thánh vị kia lập tức liền bị Thạch Hạo ma diệt. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, phát động cửu liên phong thiên thuật, sinh sinh chống đỡ mọt kích này. Bành bành bành, đại chiêu của Từ Trung đánh vào, một bộ đại chiêu dùng hết, lại chỉ đánh nát được ba đóa hoa sen mà thôi. Con mẹ nó, Từ Trung đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, đúng là hiếp người quá đáng. Một bên khác, đầu đại âm hồn kia cũng vô phương phản kháng, chỉ có bị Thạch Hạo bạo nện thân thể của nó không ngừng thu nhỏ giống như bùn bị nước rửa qua dần dần tiêu tán không dư chút cặn bã nào trèo lên thánh vị lại như thế nào đều bị thạch hạo mài chết giải quyết xong thạch hạo xoay người lại chính diện đối mặt với từ trung từ trung lại đánh ra trăm cái quyền cước lúc này mới có thể phá hết hoa sen trên người thạch hạo không có cách dù sao cũng không có sử dụng đại chiêu lực phá hoại đương nhiên không mạnh hắn hoảng sợ nhìn xem thạch hạo rõ ràng chiến lực của mình vẫn chiếm ưu thế nhưng cái lông của thạch hảo hắn cũng đánh không gãy thạch hảo ngoác ngoác ngón tay đến à tiếp tục chiến từ trung cắn răng ta cũng không tin người có thể bảo trì trạng thái phòng ngự này suốt hắn lại tiếp tục xuất thủ đánh tới hướng về thạch hảo thạch hảo cười một tiếng thân hình chuyển động chủ động trốn tránh đừng nói hắn gần như không có khả năng thắng dù có thể thắng lại có chỗ tốt gì chứ cho nên hắn chỉ cần ngăn chặn đối phương không để cho từ trung chữa trị truyền tống trận là được rồi từ trung mệt mỏi truy kích, nhưng không làm gì được được Thạch Hạo. Hiệu quả của cửu liên phong thiên thuật còn không có biến mất, dù cho hắn có đuổi kịp Thạch Hạo, oanh lên một hai cái, nhưng Thạch Hạo vẫn không đau không ngứa. Nhưng mà, một lúc sau, cửu liên phong thiên thuật cũng tự động biến mất. Đây chính là có thời gian kéo dài bị hạn chế. Từ trung lập tức phấn chấn trở lại, bộc phát toàn bộ chiến lực, cuồng đánh về phía của Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến âm thanh chiến đấu. Lại có người xông đến nơi này, hơn nữa số lượng còn không ít. Con người của từ trung đảo một vòng, việc đã đến nước này, hắn lại muốn chữa trị triệu hoán trận đã là chuyện không thể nào. Cho nên, không bằng đem chuyện đều đẩy lên trên đầu thạch hạo. Một cái là đạo tử của Bích Lạc Giáo, một cái khác là kẻ ngoại lai, người nói mọi người sẽ tin tưởng ai đây. Chỉ là hắn còn đang ấp ủ lý do thoái thác, đã thấy sương mù mở ra, lần nữa che lại mắt của hắn. Tu la, người thật lớn mật, dám sát hại Lâm Huynh. Từ trung thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng. Hắn chỉ cần lừa dối qua cửa ải này, sau khi ra ngoài, hắn sẽ lập tức bỏ trốn, còn sợ cái gì chứ? Cho nên, hắn lớn tiếng dọa người, đặt vững nhạc dạo. Hiu hiu hiu, mấy người vọt vào, đều là đại tế thiên. Có bích lạc giáo, cũng có tam anh điện, còn có tử phong tông, như thế lực mười sao đều có người đến. Từ chung, người đang nói cái gì? Vị đại tế thiên của tam anh điện kia liền lập tức quát hỏi. Tu la giết chết lâm tử quang. Với tam anh điện mà nói, tổn thất này to đến không cách nào hình dung. Tu la giết đã chết lâm huynh, từ trung lớn tiếng nói, lúc này, sương mù dần dần tản ra, mà để mọi người kinh ngạc chính là. Trong sương mù liền chỉ có một mình từ trung, tu la đâu, vị đại tế thiên của tam anh điện kia không khỏi sầm mặt lại, từ trung, tu la đâu. a à, người hỏi ta, ta cũng muốn hỏi người, từ trung có chút ngơ ngác, chẳng phải tu la vừa mới còn đang ở đây sao, còn cùng hắn giao thủ hơn mấy trăm chiêu, làm thế nào sương mù tản ra, người liền biến mất. Chắc chắn hắn đã giết ra ngoài, hắn sừng sốt một chút, sau đó liền nói ra, lần này, đừng nói vị tam anh điện kia trở nên âm trầm, những người khác cũng trở nên bất thiện. Bọn hắn có tới mười mấy người, mới từ lối vào tiến tới, phải nói thạch hạo từ bên cạnh bọn họ đi qua mà không biết, vậy bọn hắn không phải là người chết sao. Từ chung, đạo tử tông ta đến cùng là chết như thế nào? Vị đại tế thiên của tam anh điện kiêu uy nghiêm đáng sợ cất tiếng hỏi ra. Từ chung một miệng nói nhảm, thế mà đem cái chết của Lâm Tử Quang đẩy tới một người còn không biết đang ở đâu, làm sao hắn có thể không sinh lòng nghi hoặc? Trước đó, Từ chung đã từng nghĩ kỹ lý do thoái thác, làm thế nào để đem hết tất cả trách nhiệm đẩy lên trên đầu Thạch Hạo, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại có thể tiêu thoát vào hư không. Cái này, hắn dù có bao nhiêu tâm cơ cùng lòng dạ, bây giờ cũng là không xoay chuyển được càn khôn. Chỉ sợ, là ngươi hại chết đạo tử nhà ta." Vị đại tế thiên kia lại lạnh lùng nói ra thật sự là đáng thương, bây giờ trên mặt đất thế mà chỉ còn lại có một bãi máu đen, Lâm Tử Quang đã trải qua cái gì, lại bị ngược sát thành như vậy. Không phải, từ trung vội vàng biện bạch, nếu thật ngồi vững cái tội danh này, chỉ sợ bích lạc giáo cũng sẽ đem hắn giao ra, để lắng nộ của Tam Anh điện lại. Hai thế lực lớn ngầm cho phép luận bàn, ẩu đả, thậm chí giết người, nhưng đạo tử lại là tông môn cố gắng nuôi dưỡng, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện, nếu không, chắc chắn sẽ để tông kia điên cuồng vị kia của tam anh điện nói xong lập tức quay người giết về đường cũ hắn muốn đem tin tức này truyền đi nếu không bị từ trung diệt khẩu vậy đạo tử của bọn hắn không phải sẽ chết oan sao từ trung muốn đuổi theo nhưng những người còn lại nhao nhao xuất thủ đem cản hắn lại mẹ nó chương tám trăm linh bốn ông nam tình thức tình với thế lực khác mà nói tốt nhất là bích lạc giáo cùng tam anh tông có thể đánh đến đồng quy vô tận như thế có thể giảm bớt tiêu hao tài nguyên tu luyện trên đời này cho nên những đại tế thiên kia đương nhiên là muốn ngăn Từ Trung, tuyệt không cho phép hắn đi giết người diệt khẩu. Chiến lược bốn tế, giết một tế đương nhiên dễ dàng. Mười mấy người đều một bộ sẵn sàng đón địch, nhưng người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là hai tế, cho nên mười mấy người liên thủ cũng không hẳn là đối thủ của Từ Trung, nếu tách lẻ ra, rất có thể sẽ bị đá tan người. Từ Trung nhìn qua một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ hung quang, Lâm Tử Quang đúng là bị hắn hại chết, cho nên chỉ cần cường giả sử dụng thuật khống chế tinh thần hắn lập tức sẽ nói ra hết tất cả tuyệt không thể nào gạt được cho nên một khi tên kia giết ra ngoài thành công vậy mình chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục từ trung hét lớn một tiếng giết tới hướng của mọi người không phải là các ngươi chết chính là ta chết từ trung quả nhiên đã lộ ra đuôi cáo rồi mọi người kết trận vừa đánh vừa lui mọi người nhao nhao kêu lên sách lược định ra rõ ràng ở trong đó còn có một tên đại tế thiên của bích lạc giáo nhưng cũng không chúc en vị từ trung từ trung giết Lâm Tử Quang, mà muốn lắng lại lửa giận của Tam anh điệt, Bích Lạc giáo khẳng định sẽ đem Từ trung giao ra. Cho nên, lúc này hắn đương nhiên không có khả năng đi giúp Từ trung. Giờ khắc này, Từ trung thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cái này khiến Từ trung vô cùng biệt khuất, niềm hận thù với Thạch Hạo càng tăng cao. Nếu không phải Thạch Hạo đột nhiên biến mất, hắn liền có thể đem hết thảy tội danh đẩy lên trên đầu Thạch Hạo, nhưng bây giờ thì sao? Hắn chỉ có thể đánh cược một lần xem có thể nhanh chóng chạy ra khỏi tòa di tích này hay không, cái này mới có thể trốn được một mạng. Rất nhanh, đám người lập tức xiết tới nơi xa, động tính càng ngày càng nhỏ, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Thạch hạo lại từ trong tiên cư xuất hiện, bắt đầu hư lớn triệu hóa trận. Nhưng mà, triệu hoán trận này cũng vô cùng kiên, cố mặc cho thạch hạo oanh kích như thế nào, cũng chính là không hỏng. Tốt, thạch hạo bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Hiện tại, từ chung đã trở thành chuột chạy qua đường, sau này chắc sẽ không còn suy nghĩ đi khôi phục triệu hoán trận. Hơn nữa, trừ một họ của phong đô đế, những người khác cũng hẳn là không biết làm sao để sửa chữa chiếu hoán trận. Sau khi ra ngoài, Thạch Hạo lập tức phát hiện, âm hồn ở nơi này đã bị tiêu diệt gần hết, dù có cá lọt lưới, nhưng số lượng cũng không nhiều, hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp. Thạch Hạo lấy tu di giới tử thuật đem tướng mạo của mình cải biến một chút, đường hoàng rời khỏi vùng đất này. Sau khi ra khỏi bí cảnh, hắn đi đâu cũng nghe mọi người nói về chuyện của từ trung. Ai có thể nghĩ tới Từ Trung lại có thể hạ độc thủ đạo tử của Tam Anh Điện, đem đối phương giết chết? Mà bây giờ hắn cũng đã bỏ trốn, không biết tung tích. Tam Anh Điện đương nhiên trở nên vô cùng giận dữ, giữ lời muốn bích lạc giáo giao ra Từ Trung, mà bích lạc giáo lại không nộp ra người. Bây giờ song phương đã dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Từ Trung chạy, Thạch Hạo cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng mà thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, lúc sau gặp lại hắn có thể dễ dàng Từ Trung đem xóa đi. Điểm tự tin ấy hắn vẫn có thể làm được, hắn lăn bánh rời đi, mục đích đi ra ngoài lần này đã làm được, tiếp sau đó, hắn muốn dốc lòng tu luyện. Trước đó, hắn đã ra tay cướp sạch gia sản của Hạo Nguyệt Ngân thử, có được đại lượng tài nguyên để cho hắn luyện hóa. Hắn khôi phục lại diện mục như xưa, từ trung hải chết lâm tử quang đã là sự thật như thép, cho nên, hắn có chết hay chưa cũng đã không quan trọng. Oanh, nhưng Thạch Hạo vẫn chưa ra khỏi mấy bước, lại đột nhiên có người xuất thủ đánh lén hắn. Thạch hạo tung người lóe lên, đem một kích này tránh qua. Hừ, người cho rằng có thể chạy sao. Người đánh lén hiện thân, chẳng những không có chút xấu hổ nào, ngược lại là tràn đầy oán khí. Mạc Chí viễn, trước đó thạch hạo lấy được âm hồn tinh, đúng lúc bị hắn nhìn thấy, lúc ấy hắn liền động thủ muốn cướp đoạt, nhưng thạch hạo nóng vội cứu người cũng không để ý tới hắn, ai nghĩ bây giờ lại gặp được hắn. Thạch Hạo lập tức bó tay rồi, người ăn cướp không thành, quay đầu còn oán trách ta sao? A, à, ta nên để người cướp được mới đúng hay sao? Thạch hạo nhìn xem Mạc Trí Viễn, ánh mắt lạnh buốt, giống như nhìn xem một cỗ thi thể. Chết đi, Mạc Trí Viễn lại tiếp tục, không hề có chút cố kỵ. Chỉ cần không phải là người của thế lực người sao, đã giết thì đã giết, còn ai dám đến tìm phiền phức sao? Thạch hạo tiến lên nghinh kích, lực lượng ngưng tụ, đánh tới trên người Mạc Trí Viễn. Mạc Trí Viễn một bên cười lạnh, người chỉ có khí thức của bổ thần miếu, dạng này người cũng xứng có được âm hồn tinh sao? Ở bên trong thế giới của võ giả, yếu chính là một cái tội. Còn dám ngạnh kháng, chết, banh, công kích của hai ngừa va vào nhau, lập tức tạo thành nổ lớn, chỉ thấy Mạc Chí Viễn lập tức lộ vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, một kích này của Thạch Hạo còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Làm sao có thể, không hắn hét lên kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt, cả người hắn lại bị lực lượng khủng bố bao phủ, trực tiếp cúp máy. Nếu như hắn biết rõ thực lực Thạch Hạo ở trên hắn, không đón đỡ mà chủ động trốn tránh, vậy cũng có thể chống đỡ mấy chiêu thậm chí mấy chục chiêu nhưng hắn có tu vi lấn áp thạc hạo nhất định muốn chính diện đối mặt đây không phải tự tìm cái chết sao thạch hạo một kích thành công lập tức trốn xa một ngày sau đó hắn đã đi tới một viên tinh thể khác hắn tiến vào tiên cư chờ ông nam tình thức tỉnh chấn động trên người ông nam tình đã trở nên ổn định đoán chừng cũng đến lúc thức tỉnh rồi lông nghi thật dài khẽ run lên sau đó ông nam tình liền mở mắt ra nàng dâu Thạch Hạo liền tranh thủ ôm nàng, ông nam tình có chút mờ mịt, trí nhớ của nàng còn đang ở trong đêm bị người đánh lén, thậm chí nàng còn không biết mình bị thương, chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại làm sao lại nhìn thấy Thạch Hạo ôm lấy mình rồi. Nhưng mà được nam nhân mình yêu âu yếm, nàng cũng lập tức lộ ra nụ cười, duỗi cánh tay ngọc ra ôm về phía Thạch Hạo. Hai người vuốt ve an ủi một trận, Thạch Hạo mới nói chuyện diễn ra trong mấy ngày này ra. Ông nam tình nghe xong vừa giận vừa sợ, nàng xém chút là cùng Thạch Hạo âm dương vĩnh biệt rồi mà hung thủ kia lại cường đại tới cỡ nào, lại có thể vì tiện chui vào ông ra ra tay. Là ta liên lụy ngươi, thạch hạo ôm nhẹ lấy nàng, tràn đầy ái náy. Ông nam tình thì ôn nhu nằm trong ngực của hắn, lắc đầu, đây không phải lỗi của ngươi, không cần để ở trong lòng, ngươi tiếp tục đi con đường của ngươi, tuyệt đối không nên để bất luận bóng người nào làm chậm lại. Hung thủ kia thật sự là thạch hoa vân sao, thạch hạo ở trong lòng nghĩ đến, chuyện này hắn nhất định phải điều tra ra chân tướng, mà trừ thạch hoa vân, còn ai muốn làm một vòng lớn như thế chứ? Ta sắp đột phá, lập tức, ông Nam tình tràn đầy ngạc nhiên nói. Thạch Hạo gật đầu, nói, được, vậy ngươi không cần lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu xung kích Đại Tế Thiên. Ta cũng phải bế quan, tranh thủ lúc đi ra, cũng có thể thành Đại Tế Thiên. Sau khi xông lên Đại Tế Thiên, hắn liền muốn về Vân Đính Tinh, tìm Thạch Trọng chiến một trận. Trường 805, đạt tới Đại Tế Thiên, sau đó, Thạch Hạo bắt đầu bế quan, liên tục hấp thu các loại năng lượng cùng tinh hoa trong thiên tài địa bảo để tăng tu vi lên. Dù sao, bây giờ hắn sở hữu rất nhiều những thứ này. Giã tâm của Thạch Hạo rất lớn, lúc trước, mỗi khi muốn qua một cái đại cảnh giới, hắn đều phải tu ra cực hạn, như vậy, bổ thần miếu lại như thế nào? Đương nhiên hắn cũng muốn xung kích một phát, nhưng vấn đề là, cực hạn này lại làm sao đột phá ra? Hai lần nhen lửa hương hỏa, không có khả năng, sau khi đã đốt lên hương hỏa cũng chính là đốt lên lý giải về võ đạo của mình chỉ có đốt xong mới có thể dừng lại điều này có nghĩa là gì không quan tâm người có bao nhiêu lý giải về võ đạo đều chỉ có thể đốt lên một lần là cùng cho nên muốn nhen lửa hương hỏa hai lần trừ khi đánh gãy một phát cây nếu không cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào con đường này vẫn là không thể đi được thạch hạo một bên tu vi tăng lên một bên suy tư về vấn đề này dù sao hắn cũng còn có chút thời gian nhưng một ngày lại một ngày hắn đều muốn đạt tới bổ thần miếu đỉnh phong, nhưng còn chưa có chút ý nghĩ làm sao để phá tan cực hạn. Có lẽ, phương hướng của hắn đã sai. Thạch Hạo đột nhiên tỉnh ngộ, thứ quyết định thực lực của bổ thần miếu, tổng cộng có hai cái nhân tố, trong đó, một là lý giải võ đạo, cái này quyết định bởi ở bản thân, thứ hai, vật liệu trợ giúp nhen lửa hương hỏa, đây chính là đủ loại. Thạch Hạo tự hỏi, không nói khoa trương, ở trong cái cảnh giới bổ thần miếu này, hắn tuyệt đối là thứ nhất, mà thứ trợ giúp hắn nhen lửa, chính là tinh hoa của thế giới thụ. Phải biết, dù chỉ là một cành, nhưng lại được xưng là thánh chi, có thể lập tức thành người vô địch trong bổ thần miếu. Cái vô địch này đương nhiên là phải thêm dấu ngoặc kép, gặp phải loại như thạch hạo này, khẳng định nghỉ cơm. Thạch hạo còn có thể mạnh như thế nào? Lúc trước nhen lửa hương hỏa, hắn có thể so với đại tế thiên đã hiến tế hai lần. Cho nên, thạch hạo kỳ thật đã sớm đánh phá cực hạn, chỉ là hắn một mực không có ý thức được, cũng không có nhìn từ cái góc độ này. Thạch hạo trái lo phải nghĩ, xác định mình đã không còn chỗ nào để tăng lên, mới bắt đầu xung kích Đại Tế Thiên. Theo một ý nghĩa nào đó, cơ bản rất dễ để trở thành Đại Tế Thiên. Hiến tế đồ vật của bản thân, sau đó được thiên địa rèn luyện. Đồ vật có rất nhiều chủng loại, tỷ như thiên tài địa bảo, tỷ như công tích, mà thường thấy nhất thì chính là lý giải võ đạo. Nhưng mà một khi hiến tế, đồ vật hiến tế sẽ biến mất, mà thiên địa sẽ không thu hai thứ giống nhau, cho nên đừng nghĩ thông qua không ngừng lĩnh ngộ một loại quy tắc đạt tới hai tế ba tế bốn tế hơn nữa không phải hiến tế nhất định sẽ được thiên địa tẩy rửa vật hiến tế nếu như không thể để cho thiên địa hài lòng thiên địa cũng sẽ không trả tiền nhưng vật hiến tế sẽ không được trả lại dĩ nhiên là uổng phí cho nên rất nhiều người bị vây ở bổ thần miếu đỉnh phong vĩnh viễn đều không thể đột phá đại tế thiên không có cách muốn để thiên địa hài lòng đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng thạch hạo trầm tư hắn muốn hiến tế cái gì đây trên người hắn có rất nhiều bảo vật, dù sao vừa quét sạch hành ổ của một tên đại tế thiên, khẳng định thu hoạch vô cùng kinh người, nhưng nếu chỉ như thế, cái này cũng sẽ không thu lại được bao nhiêu. Công tích, đáng tiếc, mặc dù hắn ở trong cổ thế giới giết vô số âm hồn, nhưng đó là cổ thế giới, hai cái thế giới lại hoàn toàn cách biệt, đương nhiên không thể dùng chung. Cho nên, chỉ có thể là lý giải về võ đạo. Thạch hạo liên tục trầm ngâm, cuối cùng đã ra quyết định. Tới đi, hắn bắt đầu tạo dựng tế đàn, cái này không cần bao nhiêu lý giải về thiên địa, chỉ cần có đủ năng lượng để chống đỡ, việc hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Bảy ngày sau, Thạch Hạo liền hoàn thành một bước này. Hắn cũng liền bắt đầu hiến tế, Thạch Hạo cắt bỏ ra lý giải võ đạo của hắn, sau đó thông qua tế đàn tiến hành hiến tế. Âm âm, từ nơi sâu xa, thiên địa tựa như đang đáp lại. Vù vù, Thạch Hạo lập tức cảm giác được, trí nhớ của mình xuất hiện chỗ thiêu thốn. Nghiêm chỉnh mà nói, kia chính là lý giải về võ đạo. Nếu như Thạch Hạo hiến tế xong, nhưng thiên địa lại không có đáp trả tương ứng, vậy thực lực của hắn chắc chắn sẽ giảm lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể lại đem những lý giải võ đạo kia nắm giữ thêm một lần nữa. Lý giải võ đạo của Thạch Hạo rất nhanh liền trở nên trống không, mà lúc này, lực lượng của thiên địa cuối cùng cũng đã tới. Cả người Thạch Hạo bắt đầu chấn động, vô tận năng lượng chạy khắp toàn thân, từ nội tạng, xương cốt, mạch máu, dù là chỗ nhỏ nhất cũng có năng lượng tràn vào. Hắn âm thầm vật đầu, khó trách nói đại tế thiên so với bổ thần miếu chính là biến chất, là nhảy lên một cái cấp độ sinh mệnh mới, cái cải biến này thật sự là quá lớn, bản thể lại được cải tạo từ nơi sâu nhất. 333, dù là thạch hạo tu cử tử thiên công đến tầng thứ ba, nhưng xương cốt vẫn bị chấn động đến vỡ nát, nhưng ở dưới lực lượng của thiên địa gia trì, lại lập tức bắt đầu gây dựng lại. Nội tạng cũng như thế, đang không ngừng phá hư rồi lập, mà mỗi một lần như thế, đều để thể phách thạch hạo càng thêm cường đại. Mười ngày sau, biến hóa rốt cục cũng ngừng lại. Hoàn thành hiến tế, một tế, cái này 10 phần khủng bố, bởi vì đại tế thiên khi hiến tế, được thiên địa rèn luyện trung bình chỉ có 2-3 canh giờ, cấp bậc thiên tài thì 2-3 ngày. Nhưng hắn lại được rèn luyện tận 10 ngày, cùng là một tế, nhưng trước đó, thạch hạo đã có chiến lược đạt tới gần 3 tế. Thạch hạo rất muốn biết rõ, bây giờ mình đã cường đại đến mức nào. Năm tế, cái này chắc vẫn có thể, một tế, lập tức nắm giữ chiến lược của năm tế. Mà phải biết, bốn tế đã có cơ hội trở thành trúc thiên thê, mà năm tế chính lại yêu nghiệt. Đang lúc thạch hảo tưởng đã kết thúc, lại bỗng nhiên cảm thấy, thiên địa đang muốn câu thông với hắn. Hắn không cách hình dung đây là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy ý chí đó vô cùng vĩ đại, Hạo nhiên, không có hỉ nộ, không có yêu ghét, siêu thoát tất cả. Thạch hảo biết rõ, đây chính là ý chí thiên địa. Thiên địa lại sẽ chủ động câu thông với hắn, chơi ạ, à, thiên địa cao cao tại thượng làm sao có thể cố ý cùng câu thông với con người da trần mắt thịt còn có thiên địa muốn cái gì thạch hạo bỗng nhiên cảm thấy như muốn bay lên thứ thiên địa muốn chính là tiểu thế giới của hắn thiên địa muốn để hắn lấy tiểu thế giới ra hiến tế cái này hiến tế tuy là chủ động một lần có thể để thạch hạo tăng chiến lược thêm ba cái tiểu cảnh giới nhưng nếu là thiên địa tự mình yêu cầu cái kia sẽ kinh người tới mức nào bốn tế năm tế nói cách khác thạch hạo có thể đạt tới tám tế chín tế này sẽ hù chết người. Thạch Hạo chỉ là vừa suy nghĩ, lập tức lại liền khắc chế bản thân. Tiểu thế giới không thể cắt bỏ, nếu như bây giờ hắn đổi lấy quà tặng của thiên địa, quả thật có thể tăng chiến lực lên, nhưng mà tiểu thế giới còn có thể ôn dưỡng ra nữa hay không? Không thể nào, cái này phải cần chỗ đặc thù của quan tự tại mới có thể hình thành, cho nên, nếu Thạch Hạo muốn tu ra tiểu thế giới một lần nữa, đây là chuyện không thể nào. Thiên địa vì sao lại chủ động câu thông với hắn? Lúc trước khi thạch hạo hình thành tiểu tinh vũ, liền bị thiên địa cảnh cáo, đây là muốn siêu thoát, không được thiên địa cho phép. Cho nên, bây giờ thiên địa muốn đi thu hồi, chương 806, gặp lại song hoa tôn giả. Dù cho có mạnh hơn, một tế lập tức nắm giữ chiến lược bảy tế thậm chí tám tế lại như thế nào. Vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn của thiên địa, của sinh tử luân hồi, một bước cũng không thể vượt qua. Nhưng có tiểu tinh vũ lại không giống, thạch hạo có khả năng sẽ siêu thoát, mặc dù chỉ là một chút xíu khả năng, nhưng Thạch Hạo cũng sẽ không buông bỏ, ít nhất, trong tương lai hắn cũng có thể xếp vào một tầng khác. Cho nên, Thạch Hạo quả quyết cự tuyệt, oanh, ý chí của thiên địa giống như thủy triều thối lui, trời xanh khác người, không có hỉ nộ, không có buồn vui. Thạch Hạo đứng lên, tâm hắn khẽ động, thân thể lập tức lơ lửng bay lên. Lần này, không cần tiểu tinh vũ gia trì, hắn có thể tự thao túng quy tắc của trời đất, tự nhiên liền có thể phi hành. Lĩnh vực mở ra, phạm vi vượt đến phạm vi vạn trường sau khi chân chính bước vào đại tế thiên lúc này thạch hạo lại phát hiện khả năng thao túng lĩnh vực của hắn lại tăng lên rất nhiều cuối cùng cũng đã trở thành đại tế thiên đã có thể trở về vân đính tinh rồi lại hai ngày sau đó ông nam tình cũng thành công đột phá đại tế thiên mà từ kim chuột cũng không thua bao nhiêu cũng bước vào đại tế thiên tin tức tốt không chỉ có như thế tiểu hắc nhạc phỉ phi cũng đã nhao nhao đột phá đến bổ thần miếu tuy hàn đông cố gắng tu luyện nhưng bị thiên phú hạn chế vẫn chỉ mới đạt tới chú vương đình Đương nhiên, người không có đột phá còn có Thạch Phong. Nhưng hắn không đột phá kỳ thật cũng rất bình thường, bởi vì Thạch Phong đã có tu vi trèo lên thánh vị, cảnh giới cao đương nhiên muốn đột phá lại khó thêm vạn lần. Cả đám bắt đầu trở về. Trước khi trở về Vân Đính Tinh, Thạch Hạo lại lấy ra mũ bảo hiểm đeo vào sau đó lại tiến nhập vào thái hư giới. Hắn muốn biết, gần đây trong tinh vũ có phát sinh chuyện gì hay không? Vù vù, hắn tiến vào thái hư giới, đi tới thị trấn khởi đầu. Xác định phương hướng một chút, hắn lại nhanh chân mà đi. Chỉ chốc lát, hắn đã tới khu vực của Đại Thế Thiên. Cùng lần trước đã rất khác biệt, lần này, khi Thạch Hảo tiến vào đã dễ dàng rất nhiều. Lần này tiến vào Thái Hư Giới, ngoài tìm hiểu tin tức, hắn còn muốn thử xem có thể đánh vỡ ghi chép của Thạch Trọng hay không. Nếu như có thể đánh vỡ, nói rõ là hắn đã nắm giữ tư cách đánh giết với Thạch Trọng, có thể chảm giết đối phương. Mà tiếc nhất, trệnh lệch của hai người cũng sẽ được giảm bớt. Nhưng mà theo Thạch Hạo nghĩ, Bây giờ hắn vẫn chưa là đối thủ của Thạch Trọng, bởi vì hắn chỉ có chiến lực của 5 tế, mà từ xưa đến nay, cường giả 5 tế hẳn là không ít, muốn phá hết ghi chép vạn năm sẽ khó khăn bao nhiêu. 5 tế không an toàn, ít nhất cũng phải đạt tới 6 tế. Nhưng Thạch Hạo vẫn muốn cùng Thạch Trọng chiến một trận, chờ lâu như vậy, hắn đã không thể nhịn được thêm. Tu la, có người nhận ra hắn, sau đó, một truyền 10, 10 truyền trăm, lập tức đã tạo nên hoành động ở khu vực Đại Tế Thiên. Thật không nghĩ tới Tu La lại trở về thái hư giới, hơn nữa còn xuất hiện ở khu vực Đại Tế Thiên. Ngươi không sợ bị song hoa tôn giả dày vò sao? Ngươi cho rằng, lần nào cũng có thể gặp may, kịp thời trốn về khu vực bổ thần miếu sao? Thạch Hạo cũng không thèm để ý mọi người đang nghị luận. Không thể không nói, kỳ thật Đại Tế Thiên Cường giả cũng rất bát quái. Thằng nhãi danh, một chút sau, một tiếng quát trói tai vang đến, chỉ thấy một bóng người bay tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Song hoa tôn giả, sau khi hắn nhận được tin tức liền lập tức tiến vào thái hư giới vài ngày trước đồ tôn của mình gặp được thạch hạo nhưng không thể giải quyết hắn lại để đồ đệ của mình ra tay nhưng sau đó lại không thấy đệ tử cùng đồ tôn trở về kết quả hai người kia đều đã tử vong cho nên bất kể như thế nào món nợ này đương nhiên là tính ở trên đầu thạch hạo mình bị nhục nhã trước mặt mọi người mà đồ đệ đồ tôn lại vì thạch hạo mà chết để khi xong hoa tôn giả nhận được tin tức của thạch hạo lại có thể giữ được bình tĩnh chứ ha ha thạch hảo cũng không có trốn chạy rất tốt rất tốt song hoa tôn giả đứng ngạo nghễ ở trước mặt thạch hảo mang vẻ cười lạnh trên mặt hắn chưa từng có nghĩ qua sẽ vì đánh giết một tên tiểu bối mà hưng phấn như thế trên thực tế ở trong thái hư giới tử vong cũng sẽ không thật sự chết đi nhưng không sao thạch hảo trước xả bớt một chút tức giận lại tính tiểu bối người rất lớn mật thấy bản tôn thế mà không chạy song hoa tôn giả uy nghiêm đáng sợ nói Thạch Hảo cười cười, giống như người nhiều lần ăn thiệt thòi cũng không phải là ta nha. Cho nên, ta chạy cái gì? Đánh nhau cùng cấp, ta đánh ngươi như đánh chó. Song hoa tôn giả tức giận, đến lúc này, thế mà Thạch Hạo còn dám mạnh miệng như vậy. Hừ, bản tỏa sẽ đem ngươi vây ở chỗ này, thẳng đến khi linh hồn người khô kiệt, trở thành một bộ người chết. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, không đến đại tế thiên, linh hồn không thể thoát ly nhục thân quá lâu, nếu không, sẽ trở thành bèo trôi không dễ, sẽ khô héo tàn lụi thạch hạo ngoác ngón tay đến xem ta làm sao hảo hảo chỉnh người T, tên tu la này thật đúng là dám nói mọi người đều cảm khái nhưng lại nghĩ tới thạch hạo đã là đem một mạch của song hoa tôn giả đâm đến quá sâu bây giờ nếu có nói lời bất kính lại như thế nào chỉ là lần này ngươi không chạy sao đây là tự tin cỡ nào song hoa tôn giả giận không nhịn nổi điều khiển một luồng năng lượng hóa thành một cánh tay bắt tới thạch hạo ây chúng ta cũng không quen biết không nên tùy tiện sờ loạn thạch hạo nói ra tùy ý vung tay lên ba cánh tay đang bắt tới kia lập tức vỡ nát cái gì song hoa tôn giả xuất thủ thế mà bị một bàn tay tát bay làm sao có thể chứ thạch hạo chỉ là có thể quét ngang bổ thần miếu nhưng làm sao lên khu vực của đại tế thiên cũng mạnh như vậy ngươi ăn thuốc gì rồi đại đại tế thiên nhưng mà còn có người phản ứng nhanh lập tức hô lên tu la thành tựu đại tế thiên cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao thạch hạo hoàn toàn không sợ song hoa tôn giả lại một bàn tay có thể đánh lui đối phương đây cũng quá nhanh đi đã là đại tế thiên rồi còn có hắn dù tính thành đại tế thiên cũng chỉ là một tế nhưng song hoa tôn giả khi đó ít chất cũng là bốn tế bốn tế thế mà còn không bằng một tế trời tất cả mọi người kinh hô lộ ra vẻ rất khiếp sợ song hoa tôn giả cũng không nghĩ tới hắn ngơ ngác nhìn thạch hạo tên tiểu bối này không ngờ lại đã trở thành đại tế thiên thật nhanh, không được, cái này càng phải nhanh giết chết Thạch Hạo một chút, nếu không, không bao lâu đối phương sẽ trở thành trúc thiên thê. Mà đến lúc đó, hắn còn đánh thắng được Thạch Hạo sao? Chết, hắn lại xuất thủ, đánh tới hướng của Thạch Hạo. Chương 807, bị buộc phải tự sát. Ở trong thái hư giới, người bị giết sẽ không chết thật. Song Hoa Tôn giả đương nhiên biết rõ điểm ấy, nhưng hắn quá phẫn nộ, làm sao cũng muốn đem Thạch Hạo giết trước một lần sau đó lại ở trong hiện thực tìm tới thạch hạo đem đối phương băm thây vạn đoạn nhưng hiện tại thạch hạo đã thành đại tế thiên muốn đem đối phương vây chết ở trong thái hư giới đã không có khả năng giết song hoa tôn giả chiêu chiêu bá đạo tất cả đều là đại chiêu tuy bị thái hư giới hạn chế thực lực nhưng hắn lại chỉ dùng đại chiêu mà đánh cho nên uy lực tự nhiên sẽ vô cùng kinh khủng nhưng thạch hạo gặp chiêu phá chiêu lộ ra vẻ cực kỳ dễ dàng song hoa tôn giả có thể trở thành trúc thiên thê, khi đó tự nhiên tu đến bốn tế, mà thạch hạo luyện tới điêu luyện, chiến lực đương nhiên muốn vượt qua bốn tế. Đúng là năm tế, nếu là sáu tế, vậy đó chính là hoàn toàn nghiền ép. Oanh, 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 đấu hơn 10 chiêu, song hoa tôn giả phẫn nộ rút đi, lý trí bắt đầu chiếm thượng phong. Hắn không thể không thừa nhận, đối thủ quá yêu nghiệt. Rõ ràng vừa mới bước vào đại tế thiên, nhưng chiến lực lại đạt đến năm tế. Năm tế, quá kinh khủng, bốn tế chỉ có thể nói rõ tương lại hắn có thể trở thành trúc thiên thê nhưng năm tế vậy chỉ cần đem trạng thái này tiếp tục giữ vững chắc chắn có thể đạt được thành tựu trúc thiên thê thậm chí đạt tới đỉnh cao nhất một ngày chưa diệt trừ kẻ này hậu hoạn vô cùng nhưng mà bây giờ hắn đánh không lại cũng phải chịu thôi song hoa tôn giả quyết định thật nhanh không đánh vẫn là ở trong hiện thực tìm tới thạch hạo cũng không tin đã treo thưởng lớn như thế lại vẫn không tìm được người này hắn xoay người rời đi muốn đánh thì đánh, muốn không ra đánh liền không đánh sao. Thạch hạo cười nói, ngươi coi ta là cái gì? Xeo, thân hình của hắn nhảy một cái, đuổi tới hướng của song hoa tôn giả. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Song hoa tôn giả gầm thét, đồng thời oanh kích về phía của thạch hạo, một bên thì là đột kích hướng về khu vực trèo lên thánh vị. Chỉ cần đi vào khu vực này, hắn có thể nắm giữ chiến lực của thánh vị, mà thạch hạo. Chiến lực chẳng những sẽ không tăng lên, hơn nữa còn sẽ phải chịu áp chế của thái hư giới thế nhưng mà bốn tế đánh năm tế chắc chắn sẽ không địch lại song hoa tôn giả thử đột phá nhưng nhiều lần bị thạch hạo cản lại hắn giống to đại chiêu bộc phát như đốt tiền nhưng thạch hạo cũng không thiếu thủ đoạn phòng ngự tiêu tinh vũ hay là lỗ đen tinh hà pháp tướng đều nắm giữ lực năng lực phòng ngự vô cùng cường đại hắn nắm giữ ưu thế lại thêm phòng ngự siêu cường đủ làm cho song hoa tôn giả lại có bao nhiêu đại chiêu cũng không có tác dụng oanh 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 song hoa tôn giả tuyệt vọng Hắn không xông ra được. Hắn cũng là kẻ hung hãn biết rõ vô vọng phá vây bỗng nhiên một trưởng vỗ vào đầu mình. ba đầu của hắn lập tức nổ tung hóa thành vô số toái quang. Hắn lựa chọn tự sát để thoát ly thái hư giới ở bên trong thái hư giới tử vong cũng sẽ không vẫn lạc nhưng vô luận là tự sát hay là hắn giết thì linh hồn đều sẽ bị tổn thương cho nên không phải vạn bất đắc dĩ song hoa tôn giả tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự sát cũng không có biện pháp chẳng lẽ hắn còn muốn bị Thạch Hạo làm nhục nhã một lần nữa sao? Đầu tiên là Thạch Hạo, sau là Thạch Trọng, quá tam ba bận, hắn cũng không muốn lại chịu người làm nhục như thế. Thạch Hạo ngừng tay rồi nhíu mày, lúc trước, Thạch Trọng ra một bàn tay liền lập tức đánh bay song hoa tôn giả, mà hắn đánh với song hoa tôn giả mặc dù cũng có ưu thế, nhưng cũng không có đạt tới tình trạng nghiền ép. Vừa so sánh, cũng có thể thấy được, thực lực của Thạch Hạo bây giờ cũng không bằng Thạch Trọng. Tranh lệch ít nhất một tế, Thạch Hạo thì thào nói ra, Bên ngoài, Thạch Trọng chỉ có 3 tế, nhưng chiến lực thực sự chỉ ít đạt tới 6 tế. Đối phương nắm giữ năng lực vượt 3 cái tiểu cảnh giới để chiến đấu. Phải biết, Thạch Hảo cũng chỉ có thể vượt 4 cái tiểu cảnh giới mà thôi. Hơn nữa, cái này cũng chỉ là Thạch Hảo suy đoán, có lẽ Thạch Trọng cường đại không chỉ như thế. Không hổ là đối thủ mạnh nhất của hắn. Đương nhiên, năm tế cũng chỉ là cơ sở chiến lực của Thạch Hạo, dùng tới hỏa phần thương khung hoặc là đại chiêu khác, chiến lực của hắn đương nhiên còn có thể có tăng lên cực lớn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, dự định từ bỏ ở chỗ phá kỷ lục. Hắn đã biết cơ sở chiến lược của mình không bằng Thạch Trọng, cho nên không cần lại lãng phí thời gian. Hắn quay người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý toàn bộ khu vực Đại Tế Thiên đã bởi vì hắn mà trở nên sôi trào. Tu La bước vào Đại Tế Thiên, lực áp song hoa tôn giả, éo đối phương tự sát. Bây giờ, mọi người đã bắt đầu bàn tán sôi nổi lên, nếu Thạch Hạo đánh với Thạch Trọng một trận, đến cùng ai có thể thắng được. Khẳng định là Thạch Trọng, không sai, dù là tu la có yêu nghiệt nhưng à dù sao cũng vừa mới bước vào đại tế thiên nhưng tu vi tu la tăng lên quá nhanh hai người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đánh một trận chiến thật chờ mong a à, đáng tiếc không biết hai tên tuyệt thế yêu nghiệt này ở đâu nếu không là có thể trực tiếp xem cuộc chiến đây tuyệt đối là trận đấu hấp dẫn nhất vạn năm qua thạch hạo cũng nghe lời của mọi người nắm đấm của hắn hơi hơi nắm chặt một chút thạch trọng ngày đó cũng sẽ tới sớm thôi hắn thối lui ra khỏi thái hư giới sau đó dùng truyền tống trận, hướng về Vân Đính Tinh. Một tháng sau, bọn hắn về tới Cố Hương. Hạo Nhi, chúng ta đi Thạch Quốc. Thạch Phong nói ra, Thạch Hạo gật đầu, trước đó hai cha con cũng đã quyết định, muốn bắt đầu dọn sạch một mạch của Thạch Long, chỉ là còn chưa kịp xuất thủ, liền gặp chuyện ông Nam tình bị thương, để bọn hắn chỉ có thể đi xa tinh vũ. Bây giờ, bọn hắn đã trở về, đương nhiên muốn tiếp tục. Hai cha con xuất phát, rất nhanh liền đi tới Thạch Quốc, đi thẳng một mạch tới chỗ Thạch Long thạch tộc phát triển nhiều năm như vậy chính là chủ tộc cũng đã phân lại nhân viên đông đảo mà một mạch của thạch long lại càng thêm mạnh mẽ nhiều lần hiện ra thiên tài mạnh thì tiếp thiên lộ thấp cũng là trèo lên thánh vị thạch long một mạch cường đại như thế cho nên bọn hắn cũng được xưng là thanh nhai mặc dù tên này lấy đường phố làm tên trên thực tế lại chiếm một phần người của đế đô thanh nhai có núi có hồ có thể nói là một toàn thành lớn thạch hạo cùng thạch phong đứng ở lối vào thanh nhai nhìn vào bên trong dòng người vô cùng náo nhiệt hai người đi vào rất nhanh bọn hắn liền bị thật nhiều người vây lại một mạch này của thạch long quá mạnh mạnh đến bọn hắn xem thường phần lớn đệ tử của thạch tộc cho nên thanh nhai cũng không chào đón người ngoài tiến vào trừ phi là có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng chỉ chốc lát liền có người tới ngăn cản chặn đường đi của hai người thạch hảo thanh nhai không chào đón người ngoài một người lạnh lùng nói ra thạch hảo hướng mắt về phía kia người lắc đầu đây là lãnh quốc thạch quốc lúc nào thành nhà ngươi rồi làm càn, người kia lập tức quát, thanh nhai chính là địa bàn trong hệ của ta, người muốn đi vào, trước giao ra thiếp mời nếu không, người có thể trở về rồi. Nếu là ta không nguyện rời đi, người còn muốn đem ta đuổi đi không? Thạch hạo cười nói, người nhất định phải uống rượu phạt sao? Người kia nói xong, bắt đầu xuất thủ, đánh tới hướng của thạch hạo. Đáng tiếc, hắn chỉ là quan tự tại, thạch phong xuất thủ, chỉ là một cái gãy ngón tay mà thôi, người kia liền biến thành xương máu. Bây giờ, bọn hắn chính là đến giết người. chương 808, Thạch Hoa Vân nhúng tay, cái gì, hắn lại dám ngang nhiên giết người giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Khuôn mặt những người đều hiện lên vẻ kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì hai người thạch hạo này lại dám lớn mật như thế? Phải biết, nơi này chính là thạch quốc, có đại năng trúc thiên thê tỏa chấn, cho nên, người ngoài dám đến nơi này làm càn, tên kia cũng tựa như đầm rồng hang. Nhưng nếu nói hai người thạch hạo là người dân của thạch quốc, vậy cũng không thể tưởng tượng được. Không sợ bị quốc pháp xử phạt sao, các ngươi đúng thật là rất to gan, để xem lại sẽ chết như thế nào. Càng nhiều người vây quanh, ai cũng một bộ căm tức nhìn hai người thạch hạo. Dù thực lực của các ngươi mạnh đến cỡ nào, nhưng dám chạy đến thanh nhai làm càn, vậy dĩ nhiên chỉ có một con đường chết. Cao thủ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, nhưng lúc này ánh mắt của thạch phong lại trở nên lạnh lùng, hắn cất tiếng nói, thạch long, nếu không muốn để quá nhiều người chết đi, lập tức cút ra đây, ta chỉ giết kẻ cầm đầu, những người khác. Ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Lúc trước, Thạch Trọng không biết dùng thủ đoạn gì, tước đoạt cửu dương thánh thể của Thạch Hạo, còn sát hại mẫu thân Trúc Vũ Lan của Thạch Hạo. Cho nên, kẻ chủ mưu, người hành hung đều phải trả giá đắt. Lớn mật, mọi người hét lớn, lại dám gọi thẳng phân tên của tộc trưởng, thật sự là quá phách lối. Thạch Phong, người quên mình cũng họ Thạch sao? Một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, xèo, bóng người lóe lên, lúc dừng lại đã hiện lên thân ảnh của một người, dáng đứng ngạo nghế, cúi xem hai người thạch hạo đang ở bên dưới. Bành, nhưng sau một khắc, hắn lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Thạch trọng, tuổi nhỏ đã biết hại người, làm sao lại không thấy ai trách cứ. Thạch hạo nhảy lên, thân hình thay thế vị trí của tên đại tế thiên kia, đứng ngạo nghế trên không. Vừa rồi đúng là hắn xuất thủ, một bàn tay chụp tên đại tế thiên kia lại. Tên đại tế thiên kia gọi là Thạch Tuyên, ở trong tộc của Thạch Long cũng coi như tầng lớp thượng lưu, võ đạo đương nhiên cao thâm. Nhưng hắn tuyệt đối lại không ngờ rằng, người xuất thủ là ai cũng chưa thấy, lại bị đánh nằm trên mặt đất. Hắn vốn cho rằng là Thạch Phong xuất thủ, nhưng vừa nhìn, người đang đứng trên không trung lại là Thạch Hạo, lập hắn bất ngờ đến tê cả ra đầu. Thạch Hạo, thành tựu đại tế thiên, tốc độ tu luyện thật kinh người, phải biết, trước mắt Thạch Trọng cũng chỉ là đại tế thiên, mặc dù nắm giữ ưu thế về tiểu cảnh giới, nhưng cũng có thể coi là Thạch Hạo đã đuổi kịp. Trời ạ, à, đây thật là tên quái vật gì? Thạch Trọng đã là loại thiên tài hiếm gặp, bây giờ thế mà lại bị người khác đuổi kịp, làm sao hắn có thể tiếp nhận? Ngày đó không có chảm thảo trừ căn, thật là một cái sai lầm quá lớn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thạch Hạo bỗng nhiên lại trở nên yêu nghiệt như thế, thể chất bị tước đoạt xong chẳng những không chết, ngược lại còn trùng sinh niết bàn, càng thêm cường đại. Hiu hiu hiu, lúc này lại có thêm càng nhiều cường giả xuất hiện, đều là đứng ở trên không trung. Một mạch Thạch Long Trừ Thạch Long là cường giả trèo lên bên ngoài thánh vị, còn có 9 tên đại tế thiên, một cái phân tộc nắm giữ thực lực cường đại như vậy, có thể thấy được toàn bộ thạch tộc lại có bao nhiêu cường đại. Thạch đáng, có người ở đế đô ngang nhiên hành hung, người thân là thống lĩnh cấm vệ quân đại lại chỉ biết nhìn xem sao. Âm thanh Thạch Long vang lên, ngày hôm nay đến lượt hắn nghỉ ngơi, ở trong thanh nhai này, bởi vậy có thể lập tức biết được tình hình ở trong thanh nhai. Âm âm, âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ đế đô. Tuy hắn rất cố kỵ Thạch Phong, đối phương là siêu cấp thiên tài, mặc dù không bằng thạch trọng, nhưng đánh nhau cùng cấp cùng cấp, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cho nên, hắn chỉ có thể đem càng nhiều người kéo xuống nước. Thạch đáng, người không phải là thống lĩnh cấm vệ quân đại sao, đối mặt loại tình huống này chẳng lẽ người muốn ngồi nhìn. Một lát sau, âm thanh của thạch đáng truyền đến, bản thống lĩnh chỉ phụ trách an nguy của Hoàng Thành, từ trước đến nay thanh nhai thuộc về khu vực tự trị của thạch long đại nhân, xin thứ cho bản thống lĩnh không thể phân thân ý tứ này đương nhiên là không tới. Với thạch đáng mà nói, hắn cũng mặc kệ phân tộc các người có ân oán lớn đến mức nào, hắn chỉ thuần phục hoàng đế mà thôi. Mà thái độ của thạch hoàng cũng rất rõ ràng, chính là bỏ mặc không quan tâm, do cha con thạch trọng cùng cha con thạch hạo tranh đấu, ai có thể thắng được, vậy chính là người kế thừa tiếp theo của thạch quốc. Đã thái độ thạch hoàng cũng đều như vậy, thạch đáng còn có thể làm cỏ đầu tường hay sao? Sắc mặt thạch long âm trầm, lớn tiếng nói thạch trí học, thạch minh chân, các người cũng muốn ngồi nhìn tặc nhân hành hung, tùy tiện trả đạp quốc pháp tộc quy sao. Xeo, thạch trí học cũng là bay lượn mà đến, hắn đứng ở bên trên một tòa lầu cao, lắc đầu, thạch long, chuyện của ngươi cùng thạch phong chính là tự oán, sao không thông qua quyết đấu để giải quyết, cũng miễn làm thương tổn tới người vô tội. Sắc mặt thạch long càng thêm khó coi, trước đó thạch hoàng không nói gì, chính là ngầm cho phép cha con thạch phong tiến nhập đế đô, đây chính là một thanh âm, biểu thị hắn đã cải biến chủ ý, muốn mặc cho cha con Thạch Phong cùng Thạch Trọng cạnh tranh. Ở trong dạng cạnh tranh này nếu còn có thể thắng được, vậy bên Thạch Tộc còn lại kia chắc chắn lại sáng tạo cơ nghiệp bất diệt. Cũng bởi vì có dạng tín hiệu này, mới để cho Thạch Đáng cùng Thạch Minh chân Thạch Trí Học đều là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thật sự quá khốn nạn, Thạch Long làm sao cũng không muốn đánh nhau với Thạch Phong, tên yêu nghiệt này quá đáng sợ, cùng cấp đánh nhau, hắn rất có thể sẽ thua. Hắn muốn kéo dài thời gian, chỉ cần Thạch Trọng bước lên thánh vị, vậy Thạch Phong dù có là thiên tài đi nữa, khẳng định chỉ có thể bị chân áp. Vấn đề là, người ta đều đã giết tới cửa, còn kéo dài thời gian như thế nào? Còn xin các vị cho ta một chút thể diện, một cái âm thanh dễ nghe vang lên, làn gió thơm bồng bình, Thạch Hoa Vân xuất hiện, toàn thân một màu áo trắng, không có một cái trang sức, nhưng tràn đầy khí tức cao quý. Đều là người cùng tộc, hà tất phải tự giết lẫn nhau như vậy. Thạch Phong cười lạnh, chờ nhiều năm như vậy, hắn há có thể bởi vì một câu của thạch hoa vân mà từ bỏ sao hắn xuất thủ giết tới hướng của thạch long nhưng mà thạch long còn không có kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thạch hoa vân liền nhấn một cái về phía thạch phong đem hắn giữ lại cái gì tất cả mọi người đều kinh hãi ai cũng không thể nghĩ tới thạch hoa vân lại có thể cường đại như thế nàng mới bao nhiêu tuổi hai mươi mấy tuổi cao nữa nhưng tu vị ít nhất là tiếp thiên lộ so sánh ra thạch hạo thạch trọng đây coi là cái gì căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Khuôn mặt Thạch Hạo lạnh lẽo, hắn vốn là hoài nghi Thạch Hoa Vân chính là người ám toán ông Nam Tình, mà bây giờ nàng lại để lộ ra tu vi tiếp thiên lộ, lại để Thạch Hạo càng thêm khẳng định. Người dám động đến những người bên cạnh hắn, hắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Người qua, một tiếng nói giả nua bỗng nhiên vang lên, lại tràn đầy uy nghiêm. Thạch Hoàng, bệ hạ, lập tức, tất cả mọi người đều quỳ tới sát đất. Người này, chính là Hoàng đế hiện thời của Thạch Quốc, đại năng trúc thiên thê thạch canh. Thạch Hoàng không ra mặt, để Thạch Long cùng cha con Thạch Phong chiến đấu, kia là ý chí của hắn, ai cũng không thể phá hư, nếu không chính là đang trả đạp quyền uy của hắn. Hắn bình thường sẽ không quản sự tình, nhưng mà quyền uy lại không thể phá. Xeo, một bóng người xuất hiện, từ ở trên bầu trời nhìn xuống, một bộ khinh thường chúng sinh. Đại năng trúc thiên thê, trí cao vô thượng, Thạch Hoa Vân lại vô cùng ung dung, nàng tiếp tục đi lên, hướng về chỗ của Thạch Hoàng. T, Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nữ tử này thật dám làm càn, lại muốn cùng Thạch Hoàng ngồi ngang hàng. Chương 809, thay đổi thái độ. Quả nhiên, Thạch Hoàng cũng đã tức giận, trong giới võ đạo này, thứ nặng nhất chính là cảnh giới cùng thực lực, dùng cái này tới luận tôn ti. Hắn đưa tay, hướng về phía Thạch Hoa Vân chộp tới. Thạch Hoa Vân lại mỉm cười, không tránh không né, thậm chí cũng không ngăn cản, mặc cho Thạch Hoàng chộp tới. Đây là biết rõ không địch lại, cho nên từ bỏ chống lại rồi. Nhưng mà, thạch hoàng một trưởng rơi xuống, lại trực tiếp vỡ nát. Trời, người người phía dưới, ai cũng kinh hãi, thậm chí còn há to miệng, hoàn toàn không thể tin được. Trúc thiên thê đại năng ra tay, thế mà lại bị hóa giải như thế. Cái này cái này, đây là tranh lệch lớn tới mức nào. Đỉnh cao nhất, lập tức, mỗi người đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nữ tử này rõ ràng là đỉnh cao nhất đại năng. Ông trời của ta, nếu lại so sánh, thạch hạo thì sao, thạch trọng lại như thế nào, Toàn bộ đều là cặn bã. Cái gì yêu nghiệt, phi, xứng sao? Thạch Hoàng cũng lấy làm kinh hãi, hắn biết rõ Thạch Hoa Vân vừa thần bí lại mạnh mẽ, nhưng làm sao cũng đều không ngờ tới, lại có thể mạnh đến tình trạng như thế, chẳng những có thể sánh vai cùng hắn, thậm chí thực lực còn ở trên hắn. Nhưng mà, uy phong của cường giả không được đụng, đây càng là chuyện nội bộ của Thạch Quốc, không thể cho người ngoài nhúng tay. Ngươi vẫn là quá mức rồi." Thạch Hoàng hét lớn một tiếng, lại tiếp tục ra tay hắn đã thành tựu trúc thiên thê mấy ngàn năm, dù là không có leo lên đỉnh cao nhất, nhưng khẳng định chạy tới gần 90 bước, hơn nữa, đã tu dưỡng nhiều năm như vậy, thực lực tự nhiên cũng tiến bộ rất nhiều. Như đem toàn bộ bạo phát ra ngoài, vậy cái chiến lược kia cũng là có thể so sánh với đỉnh cao nhất, chỉ mà, cũng chỉ có thể bộc phát một lần mà thôi. Nhưng dù sao, Thạch Hoàng cũng có lực lượng này, Thạch Hoa Vân lại cười nhạt, tùy ý ngăn cản, cái gì, Thạch Hoàng thốt ra, khiếp sợ mà ngừng công kích mọi người không rõ ràng cho lắm, sau đó liền phản ứng lại, chỉ sợ Thạch Hoa Vân là lấy thần thức nói với cái gì với Thạch Hoàng, bởi vì tin tức quá lớn, để Thạch Hoàng đều kinh hãi đến quên xuất thủ. Nhưng mà nàng đã nói cái gì, thế mà để Thạch Hoàng đều đình chỉ xuất thủ. Thật chứ, Thạch Hoàng thần sắc nghiêm nghị, hướng về phía Thạch Hoa Vân hỏi. Tự nhiên Thạch Hoa Vân gật đầu, Thạch Hoàng trầm ngâm một lát, nói đã như vậy. Tuyên ý chỉ của chấm, kể từ hôm nay, Thạch Phong, Thạch Hạo không được lại hướng phân tộc của Thạch Long xuất thủ, trái lại cũng vậy, mọi người cần tương thân tương ái, tuyệt đối không thể gà nhà bôi mặt đá nhau. a à, ngươi làm sao lại đột nhiên liền thay đổi thái độ rồi? Tất cả mọi người đều kỳ quái, trước đó Thạch Hoàng rõ ràng đã quyết định, mặc cho Thạch Phong, Thạch Hạo tranh đấu với Thạch Long, rất đơn giản, nếu ai thắng được, người đó là người thừa kế của Thạch Quốc. Nhưng bây giờ thì sao? Sửa lại, tê, cái mị lực của Thạch Hoa Vân cũng quá lớn, lại có thể để Thạch Hoàng đổi chủ ý. Thạch Hoàng lại ngơ ngác một chút, sau đó nói: kể từ hôm nay hủy bỏ thân phận thiếu hoàng của Thạch Trọng, đổi lập là Thạch Phong. Sau khi chấm hóa đạo, liền do Thạch Phong kế thừa Thạch Quốc. Oanh lại là một cái lôi trùy đánh tới. Thạch Trọng bị tước đoạt thân phận thiếu hoàng, lại đổi lập thành Thạch Phong. A, à, Thạch Hoàng đây là lại thiên hướng cha con Thạch Phong sao? Trở thành thiếu hoàng có nghĩa là gì? Có thể có được lực lượng cả nước, thực lực có thể tăng lên tới cỡ nào? Vừa rồi Thạch Hoàng ngẩn ra hiển nhiên lại được thạch hoa vân thụ ý mẹ nó cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì vì sao có thể chi phối thạch hoàng hơn nữa còn để thạch hoàng nghe lời như vậy tuân chỉ nhưng mọi người lại không thể phản bác ai cũng nhao nhao bái lạy trong đám người chỉ có thạch long không thể tiếp nhận thân phận thiếu hoàng của thạch trọng cứ như vậy bị phế đi rồi vậy hắn cẩn trọng bao nhiêu năm qua lại là đang làm áo cưới cho người khác sao lúc đầu hắn rất cảm kích thạch hoa vân nhưng bây giờ hắn cũng không rõ Cô gái này đang giúp ai? Muốn nói nàng đang giúp cha con Thạch Phong, nhưng nàng lại bảo vệ cho tộc mình, nhưng muốn nói là đang giúp hắn, lại vì cái gì lại muốn rể Thạch Hoàng phế đi thân phận của Thạch Trọng chứ? Thế nhưng mà, hắn lại có thể nói cái gì? Hắn có thể chi phối Thạch Hoàng sao? Không thể, Thạch Phong thì nhướng mày, Thiếu Hoàng, hắn yêu thích sao? Nếu hắn yêu thích, khi đó cũng sẽ không xung quan giận dữ, hướng phân tộc của Thạch Long xuất thủ, dẫn đến mất đi thân phận Thiếu Hoàng. Bệ hạ ta không cần danh hiệu thiếu hoàng, ta chỉ cầu cùng phân tộc của A Thạch Long đánh một trận. Hắn lớn tiếng nói, Thạch Hoàng vẩy mày một cái, hắn mặc dù rất thưởng thức Thạch Phong, nhưng đế hoàng uy nghiêm không được đụng, khi đó Thạch Phong liền đại khai sát giới, hiện tại hắn sửa lại miệng vàng, trọng lập làm thiếu hoàng, người còn không cảm kích đến khóc ròng ròng. Mấy lần xúc phạm Long Uy, hắn đương nhiên bất mãn. Thạch Phong, ngậm miệng, hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Phong còn muốn nói tiếp, lại bị Thạch Hảo kéo kéo góc áo, lập tức lại giữ yên lặng lúc này sắc mặt thạch hoàng mới hơi giãn ra một chút xèo thân hình lóe lên hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa hắn bị một cái người ngoài làm thay đổi chủ ý mặc dù là hắn tự mình quyết định nhưng tại trước mắt bao người tự đánh mặt mình vẫn để hắn không nhịn được đương nhiên không muốn ở lâu thạch hoa vân quay về phía thạch hạo mỉm cười một cái sau đó cũng đạp trời mà đi thạch long một mạch thì bụng đầy oán khí ai có thể nghĩ tới cha con thạch phong lại làm lớn như thế Đem thân phận thiếu hoàng đoạt trở về, để bọn hắn rất không cam lòng. Nhưng dù lại không cam tâm, bọn hắn cũng không dám tới đụng tới Thạch Hoàng, không thể không đem cơn tức này nuốt về trong bụng. Thạch Hạo cùng Thạch Phong cũng rời đi, trực tiếp đi ra khỏi thành. Nữ tử kia đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực lại đáng sợ như thế. Thạch Phong cũng không cam lòng nói, hắn không thể không thừa nhận, trước đó dù hắn liều mình xuất thủ, cũng hoàn toàn không có khả năng xông qua ải của Thạch Hoa Vân này thạch hạo trầm ngâm một cái nàng đã tự mình thừa nhận chính là truyền nhân thiên cơ các sư phụ là thiên cơ chân nhân chân nhân chính là ngọc tiên đứng ở cái bậc thang thứ tư của tiên đạo đã thuộc về tồn tại vô thượng cho nên thạch hoa vân mặc dù tuổi còn trẻ cũng đã là đỉnh cao nhất đại năng cái này mặc dù để cho người khiếp sợ nhưng lại nghĩ một cái lại không phải chuyện không thể nào tiên giới lại vì cái gì muốn nhúng tay vào chuyện của phàm giới thạch phong nghĩ mãi mà không rõ hắn chỉ muốn báo cái mối thù giết vợ, thay con trai lấy lại công đạo, như thế nào lại khó khăn như thế. Thạch Hạo cũng nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ thiên cơ chân nhân cũng muốn lợi dụng hắn cùng Thạch Trọng hoàn thành chuyện nào đó, cho nên không cho phép hai người bọn họ đánh nhau tới sống chết. Bên ngoài nhìn xem, lần này là cha con Thạch Phong, Thạch Hạo lấy được thắng lợi, đem Thạch Trọng đều là đuổi xuống vị trí thiếu hoàng. Nhưng trên thực tế, Thạch Trọng lại không có cái tổn thất gì. Sau khi đạt tới Đại Tế Thiên, cho dù Thạch Quốc là thế lực 10 sao, nhưng muốn giúp Thạch Trọng cũng rất khó, cho nên Thạch Trọng mới có thể rời đi vân đính tinh, vào tinh vũ tìm kiếm cơ duyên. Một cái thiếu hoàng chi vị, với người bình thường mà nói sẽ rất trọng yếu, nhưng với Thạch Trọng, Thạch Hạo lại vô cùng nhỏ bé. Vào tinh vũ, tìm Thạch Trọng, giết hắn." Thạch Hạo trầm giọng nói ra. Chương 810, gặp lại heo nhỏ. Thạch Hoàng đã lên tiếng, ngay trước toàn bộ người đế đô, yêu cầu Thạch Long cùng cha con Thạch Hạo lại không được xung đột. Cho nên, Thạch Hạo cùng Thạch Phong nếu lại ra tay với Thạch Long, Thạch Hoàng tất nhiên sẽ ngăn cản. Thạch Phong gật gật đầu, bây giờ cũng chỉ có hai con đường để đi. Thứ nhất, thực lực của chúng ta vượt qua Thạch Hoàng, thậm chí Thạch Hoa Vân mới có thể tìm bọn Thạch Long báo thù. Cái này cần rất nhiều thời gian, dù là Thạch Hạo cùng Thạch Phong đều là yêu nghiệt, nhưng muốn đạt tới trúc thiên thê thậm chí đỉnh cao nhất, cần thời gian khẳng định sẽ rất rất lâu. Thứ hai, chúng ta tìm tới Thạch Trọng, đem hắn giết đi. Thạch Trọng là nhân vật mấu chốt, chỉ cần hắn chết, Thạch Hoa Vân cũng chẳng còn lý do bảo vệ. Thạch Hoàng lại có thể lại lập ai là thiếu hoàng, nhưng mà tinh hải minh mông, muốn tìm được Thạch Trọng cũng là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Lại khó, cũng phải làm, Thạch Hạo gật gật đầu, vừa vặn, hắn cùng Thạch Phong đều đã vượt qua cấp bậc đại tế thiên, lưu ở vân đính tinh tuy cũng có thể tiến bộ, nhưng khẳng định không bằng ra ngoài tinh vũ phát triển. Bằng không thì tại sao Thạch Trọng phải rời đi chứ? Vừa tìm kiếm cơ duyên, tăng lên tu vi, vừa tìm kiếm tung tích của Thạch Trọng, đem hắn diệt trừ. Bằng không thì cũng chỉ có thể chờ đến lúc bước vào Trúc Thiên Thê. Hai cha con quyết định xong, liền chuẩn bị để rời đi. Thạch Hạo còn có hai việc muốn làm. Thứ nhất, hắn muốn trở lại Đông Hỏa Đại Lục, ở trong sâm lâm Tam Hà, hắn đánh bại mọi người, lại không có mò được chỗ tốt gì. Cái chữ yêu kia nói với hắn, lúc hắn trèo lên thánh vị phải trở lại tìm nó, nó sẽ cho hắn một cái bảo vật tuyệt thế. Nguyên bản Thạch Hạo còn muốn chờ một chút, nhưng lần này đi lịch trong tinh vũ cũng không biết sẽ cần bao lâu cho nên hắn muốn đi trước một chuyến nhìn xem có thể vớt được chỗ tốt nào hay không nếu không được cũng muốn để đầu heo kia lại thả ra chút máu cắt bỏ hút linh dược cho hắn dù sao lần này đi đông hỏa đại lục cũng không tốn bao lâu thạch hạo mang lên từ kim chuột ra hỏa này có kiến thức rộng rãi lại rất biết lắc lư có lẽ có chút tương đồng quan điểm với con heo kia hắn phá không mà đi qua bốn ngày mà thôi hắn lập tức đã về tới Đông Hỏa Đại Lục. Mấy năm từ biệt, Thạch Hạo hơi xúc động, khi đó khi vừa tới xâm lâm Tam Hà, hắn là cái tu vi gì? Dưỡng hồn, bây giờ hình lình đã ở Đại Tế Thiên, hắn đi vào rừng rậm, đi tới sông lớn, hắn mới cất tiếng nói. Ta trở về, còn xin xuất hiện đi, Thạch Hạo lớn tiếng nói, oanh, lĩnh vực mở ra, bao trùm phạm vi vạn trượng. Hắn gọi nửa nén hương, mới nghe được âm thanh ầm ầm chỉ thấy một tòa cung điện vọt ra khỏi mặt nước. Xeo, ở trong nháy mắt, hắn liền bị hút vào. Ở trong quá trình này, tuy Thạch Hạo cảm thấy đang có ngoại lực hút kéo, nhưng hắn cũng không có kháng cự. Đầu heo nhỏ kia lại xuất hiện, chi tinh thì biến thành kỵ sĩ ba lá cũng đều đang nhìn hắn. Bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, mới qua đi bao nhiêu năm, Thạch Hạo đã bước vào đại tế thiên. Tiểu tử, không phải nói người đạt tới trèo lên thánh vị mới cần trở về sao? Heo nhỏ tức giận nói, không biết nó thích đi ngủ sao? mới vừa rồi là kỵ sĩ ba lá mạnh mẽ đánh thức hắn, bây giờ đang rất bực tức trong người. A, à, long huyết thật là nồng nặc. Tử Kim chuột xuất hiện, xèo một cái liền chạy đến trước người heo nhỏ, đưa mũi người người, sau đó quay đầu lại nói: Tiểu thạch đầu, chúng ta đem con lợn này làm thịt ăn hết đi. Heo nhỏ giận tím mặt, vung móng đánh tới phía của Tử Kim chuột. Tử Kim chuột vội vàng trốn tránh, một bên cười nói: Đánh không đến, đánh không đến. Nha, gặp phải khắc tinh. Kỵ sĩ ba lá cười trên nỗi đau của người khác, con ngựa liền nói, người cao hứng cái gì, cẩn thận sau đó nó bắt ngươi chút giận. Ha ha, chẳng lẽ ta còn sợ nó sao? Kỵ sĩ ba lá một mặt không quan tâm, con ngựa thở hắt ra, một mặt trào phúng, người bị nó đánh mấy bận, ta cũng không phải không nhìn thấy. Thạch Hạo thở dài, các ngươi chính là cùng một cây tử vân chi, còn cần phải chọc phá nhau như vậy sao? Con chuột này lại có long huyết, nhưng mà, con heo cũng là hiếu kỳ. Hắn biết rõ đầu chuột này cũng không phải loại phàm, trên người lại có lân phiến, thế nhưng tuyệt không có nghĩ đến, nó lại có huyết mạch long tộc. Nói nhảm, ta ăn nhiều tử kim chuột vội vàng dừng lại miệng, kém chút nói lộ ra, dọa đầu này heo nhỏ sợ thì sao? Heo nhỏ thì là nhìn tử kim chuột chằm chằm, mặc dù ra hỏa này giống mình, cũng là đại tế thiên, nhưng nó luôn cảm thấy đối phương đặc biệt nguy hiểm, để bản năng sinh ra cảnh giác. Thạch hạo không tiếp tục dây dưa, hắn cất tiếng nói ta có việc, không lâu sau sẽ rời khỏi vân đính tinh, Lúc trở lại, nói không chừng chính là trúc thiên thê, cho nên có cái đồ đặc gì tốt, cũng không cần che giấu, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Heo nhỏ lộ ra vẻ do dự, một lát sau, nó nói, trình độ yêu nghiệt của tiểu tử ngươi đã vượt qua dự tính của bản tọa, xem ra, đem món bảo vật thắc phụ này cho ngươi cũng tính là đã tìm được chủ nhân thích hợp. Được, thực hiện kế hoạch cứu người. A, à, lần trước không phải người nói là kế hoạch lật trời sao? Kỵ sĩ ba lá lập tức ngắt lời nói, tên kia vốn là do nó bịa chuyện. Bản thân mình cũng không có nhớ kỹ, người rõ ràng còn hỏi con ngựa thì là nhổ nước bọt nói. Bành, heo nhỏ cũng không quay đầu lại, dùng chân sau đem con ngựa đá bay ra ngoài, thản nhiên nói, trách nhiệm cứu vớt thế giới, lập tức giao cho ngươi. Ngươi đột nhiên trở nên chứng chạc đàng hoàng, ta thật là không quen lắm. Thạch Hạo cười nói, được rồi, bảo vật gì, cho ta đi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, vì sao cái phiến đại lục này gọi Đông Hỏa đại lục sao? Heo nhỏ cất tiếng hỏi, không biết Thạch Hạo lắc đầu, heo nhỏ trồm người lên, hai cái chân trước cóng ở phía sau, giống như đang cố ý làm bộ cao thâm, Vân Đính Tinh là một cái tinh thể hết sức đặc thù, ngũ hành đều đủ, lại cân bằng khéo léo. Hả, Thạch Hạo sướng sờ, thiên cơ chân nhân lựa chọn Vân Đính Tinh luyện chế nguyên cầu ngũ hành hốn khí phôi, còn không phải vì cái này sao? Đông Hỏa đại diện cho lửa, Tây Nham đại diện cho thổ, Nam Mộc là mộc, Bắc Ngân thì là kim. Còn thiếu thủy, Thạch Hạo thì thào, đơn, đại dương vô tận quấn quanh bốn đại lục không phải nước lại là cái gì. Heo nhỏ suy nhiên nói ra, có lý, có cái tên khốn khiếp muốn đem vân đính tinh luyện chế thành pháp khí, nếu thật để cho hắn thành công, toàn bộ chúng ta lập tức xong đời. Heo nhỏ nói ra, cho nên, chỉ có một cái biện pháp, kia chính là lấy đi một đạo bản nguyên của vân đính tinh, phá hư thế cân bằng. Từ đó, âm mưu của tên khốn khiếp kia cũng sẽ thất bại. chương 811, Kế hoạch dự phòng của Lão Cổ A, à, Thạch Hạo kinh ngạc, tên khốn khiếp mà người nói, có phải là thiên cơ chân nhân hay không? ngoá, làm sao ngươi biết? lúc đầu heo nhỏ còn đang giả bộ cao thâm, lại bị một câu của thạch hạo làm bất ngờ đến nằm trên mặt đất. ha ha ha, kỵ sĩ ba lá cùng một người một ngựa đều cười đến nằm bò. banh, nó hiển nhiên cũng không biết đạo lý vui quá hóa buồn, lại bị heo nhỏ đá xa xa, phun ra ngụm máu màu xanh. thạch hạo thấy vậy cũng rất đau lòng, cái kia có thể tăng lên tu vi đấy. hắn thu hồi ánh mắt, người sẽ không cùng cổ sử vân cùng một bọn a. À phốc, heo nhỏ lần nữa phun ra ngoài, người liền lão cổ đều biết. Thạch hạo cười một tiếng, thiên cơ chân nhân muốn đem vân đính tinh luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên cầu, chuyện này chính là lão cổ nói cho ta biết. Heo nhỏ lắc đầu, không đúng, hiện tại thần thức của lão cổ không bình thường, lục thân không nhận, còn muốn bị thiên địa nhắm vào, nếu ai đụng hắn, tuyệt đối sẽ bị vận rủi quấn thân, nhưng mà, bản tọa xem ngươi cũng giống giống như bị vận đen ám vào nha. Mẹ nó, không ngờ lão cổ lại hố người như thế thạch hạo không khỏi im lặng lão cổ a à, lão cổ câu này người cũng chưa từng nói cho ta à lão cổ đã khôi phục thần trí hắn nói ra chuyện của người cuối cùng là sao kế hoạch dự phòng của lão cổ sao không bản tọa mới là mấu chốt cứu vớt thương sinh heo nhỏ ngạo nghễ nói ra chỉ cần lấy đi hỏa chi bản nguyên ở trên đông hỏa đại lục vân đính tinh sẽ mất đi cân bằng mất đi khả năng biến thành pháp khí lúc đó sẽ có phiền phức gì sao thạch hạo nhìn về phía tử kim chuột Tử kim chuột nghĩ nghĩ, khả năng lớn nhất, chính là cân bằng của ngũ hành bị phá hư, từ đó hình thành nổ lớn, đem toàn bộ tinh thể hủy đi. Thạch hạo đối với phán đoán của tử kim chuột cũng rất tán đồng, hắn gật gật đầu, đây cũng là bước cờ cuối cùng của lão cổ, nếu là cổ thông không thể mang vân đính tinh đi tiên giới, như vậy, dứt khoát đem vân đính tinh hủy diệt, tuyệt không thể cho thiên cơ chân nhân tọa nguyện. Cái này đủ hung ác, nhưng cũng là cá chết lưới rách. Heo nhỏ thì một mặt ngốc trệ, một bộ không thể tin được. Nó vẫn cho là, chính mình đang cứu vớt vân đính tinh nhưng đột nhiên có người nói cho nó biết chỉ cần một lấy đi hỏa chi bản nguyên vân đính tinh liền sẽ nứt toác con lợn đang bị đả kích đấy kỵ sĩ ba lá nói trước giờ người không bị sao con ngựa khinh thường nói nhưng ta kiên cường hơn con lợn kia nhiều kỵ sĩ ba lá nói lần này heo nhỏ cũng không để ý tới mấy cái này nó thở một hơi thật dài ngay từ đầu lão cổ đem nhiệm vụ trọng đại như vậy giao cho bản tọa bản tọa còn cảm thấy ái sủng nhược kinh nguyên lai like tên kia căn bản cũng không có mong đợi bản tỏa cái gì. Nó tức giận, nhưng mà, người rõ ràng chỉ là Đại Tế Thiên, làm sao có thể sống lâu như thế? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi, heo nhỏ suy nhiên, chỗ thần kỳ của bản tọa loại như ngươi há có thể phỏng đoán sao? Tử kim chuột thì coi nhẹ, mở miệng vạch trần, trên người nó lưu có long huyết, cho nên, thọ nguyên sinh sinh kéo dài, mà nó cũng liên tục ngủ say, kéo dài sinh mệnh, sống vạn năm cũng không thành vấn đề. Heo nhỏ nhìn về phía tử kim chuột, Khóe miệng co giật. Đây là ai thế, làm sao có thể liên tục phá hỏng ý định trang bức của nó chứ? Thạch Hạo vẫn hiếu kỳ, ngươi làm sao lại bị lão cổ lừa gạt tới nơi này? Bản tọa được lão cổ manh ra từ di tích, heo nhỏ nói ra, lúc ấy bản tọa vẫn chỉ là một quả trứng, tiên thiên bị tổn thương, là lão cổ hao tốn vô số tâm huyết mới đưa bản tọa ấp ra tới. Khó trách gia hỏa này lại trung thành với lão cổ như vậy, nguyên lai lại có chuyện như vậy. Tiên thiên bị tổn thương dù là xuất thế, tốc độ phát triển cũng là chậm tới kinh người, thỉnh thoảng liền nằm ở trạng thái ngủ say, may có long huyết, để nó có thể sống rất lâu. Cũng bởi vì nó có thể sống đến đủ lâu, mới bị lão cổ đưa cho cái nhiệm vụ này. Thạch hạo nhe rằng, nếu không phải hắn mang theo tử kim chuột, như vậy, nếu trực tiếp đem hỏa chi bản nguyên lấy đi, đây không phải là đem chính mình hại chết. Hiện tại lão cổ đã trở lại bình thường rồi sao? Theo nhỏ hỏi, thạch hạo gật đầu, ngu xuẩn, chúng ta đi tìm lão cổ lại dám lừa gạt chúng ta, đến tìm hắn tính sổ. Heo nhỏ lớn tiếng nói, kỵ sĩ ba lá giang tay ra, nói thật giống như người có thể đánh thắng được hắn vậy. Banh, kết quả của bọn miệng tiện chính là bị một chân đá bay. Heo nhỏ mang theo chi tinh chạy, thạch hạo chưa kịp mở miệng, chi tinh lại rơi xuống chút tinh hoa. Quá phí của A, à, thạch hạo thở dài, một chuyến này coi như tay không, nhưng cũng biết được lão cổ cũng thật độc ác. Hơn nữa, lúc ấy hắn chưa sẵn sàng, lại bị thiên cơ chân nhân tính toán, tiếp xuống chính là bị trực tiếp ném vào vân đính tinh, bị thiên địa trừng phạt, nhưng vẫn có thể bố trí xuống thủ đoạn như thế. Điểm ấy, Thạch Hạo không thể không phục, lúc trước có thể để vạn tông triều bái, sau khi tiến vào tiên giới, lại lấy được nắm giữ dị bảo như Nguyệt Doanh, cơ duyên của lão cổ cũng không phải dạng tầm thường, chỉ là hắn vẫn không thể nào để Nguyệt Doanh nhận chủ. Phi, Nguyệt Doanh nhổ một cái, cực kỳ coi nhẹ, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói hiện tại, liền đi đến nơi Nguyên Thừa Diệt ngã xuống nhìn xem lúc trước nguyên thừa diệt đạt được cửu chuyển lược thiên kinh nhưng lầm sờ cấm chế dẫn đến nhục thân toái diệt linh hồn cũng bị trọng thương phải đoạt xá thạch hạo nhưng ngược lại đi đời nhà ma thạch hạo muốn nhìn một chút kia là cái địa phương gì nhưng hắn chắc chắn sẽ không thâm nhập khi đó liền trúc thiên thê đều treo huống chi hắn chỉ là đại tế thiên liền nhìn xem có cái chỗ tốt gì có thể kiếm vào tay hay không cái này không phải ở trên lục địa mà ở tận sâu ngoài cửa biển cái này tất nhiên cũng không thể làm khó được thạch hạo hắn nắm giữ bản nguyên kinh đi vào hải dương nước biển tự động tách ra hai bên để hắn như dẫm trên đất bằng sau gần nửa ngày hắn liền đi tới nơi nhưng mà hắn chỉ là thấy được một vùng phế tích trước đó nguyên thừa diệt dẫn động cấm chế đem toàn bộ di tích cổ đều đã phá hủy nơi này còn có một chút cột đá đoạn tường vỡ vụn nhưng bằng vào những vật này cũng không thể suy đoán cái gì thạch hạo mười phần thất vọng đường dây này cũng đã đứt mất hắn trở lại đất liền, không nghĩ tới vừa mới lên bờ, liền gặp cổ thông. Cổ đại ca, thạch hạo lên tiếng chào, cổ thông gật đầu, ta cùng cha đã gặp mặt, lần này, thực phải cảm ơn ngươi. Thạch hạo cười một tiếng, ta cũng được chỗ tốt mới làm nha. Cổ thông vỗ vỗ vai thạch hạo, trên mặt còn mang theo vẻ cảm kích. Hắn không cách nào rời đi vân đính tinh, tự tính rời đi, nửa đời sau đều chỉ có thể du đáng tại trong tinh không, vĩnh viễn không có khả năng đến một viên tinh thể khác, cho nên, hắn không thể nào đạt được hải vương tinh thần thảo. Cổ đại ca, người dự định khi nào thì đi ra một bước kia. Thạch hạo hỏi, chương 812, khác loại phá kỷ lục. Tất nhiên cổ thông cũng biết rõ thạch hạo đang có ý gì, hắn trầm ngâm một cái, thần công của ta, còn kém một tia hỏa hầu, cho nên vẫn phải đợi thêm một thời gian. Hơn nữa, ta còn phải lưu một cái chuẩn bị phía sau, đó chính là ngươi. Hắn nhìn xem thạch hạo, chờ khi nào ngươi có thể một mình gánh vác một phương, ta liền buông tay đánh cược một lần, trước đó hắn một mực cổ động thạch hạo muốn làm chuyện lớn chính là vì mình vì vân đính tinh lưu một cái đường lui cho nên hắn tự nhiên muốn chờ một chút cổ đại ca muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút hay không thạch hạo hỏi cổ thông mặc dù cường đại nhưng cũng không nắm có tinh hạc dĩ nhiên cũng không có cách nào rời đi vân đính tinh cổ thông lắc đầu ta muốn tiếp tục thành lập liên hệ với cái tinh thế này tăng thêm tỷ lệ thành công mang nó đến tiên giới thạch hạo lại cùng cổ thông nói một lúc hai người liền cáo biệt. Sau đó, Thạch Hạo lại lần nữa rời đi Vân Đính Tinh. Lần này người rời đi cũng ít đi, vẹn vẹn chỉ có Thạch Hạo, Thạch Phong, ông Nam tình cộng thêm tử kim chuột mà thôi. Bọn tiểu hắc còn không có bước vào Đại Tế Thiên, tại Vân Đính Tinh tiếp tục tu luyện là đủ, cũng không nhất định phải chạy ra ngoài. Một tháng sau, bọn hắn đi tới tinh thể bị bỏ hoang, sau đó dùng truyền tống trận đi tới Bách Hoa Tinh. Thạch Hạo tiếp nhập Thái Hư Giới, đi tới khu vực của Đại Tế Thiên. Thạch Trọng, có dám tới đánh một trận hay không? Hắn lớn tiếng kêu lên, muốn biết thạch trọng ở đâu, chính là vào thái hư giới gặp một lần, tìm biện pháp đào móc thông tin, dù sao cũng so đi tìm lung tung trong tinh vũ đúng không? Nói không chừng, thạch trọng tự phụ, thực sẽ nói ra chỗ ở của mình thì sao? Tu la, hắn tại hướng thạch trọng khiêu chiến, tê, mặc dù hắn yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng mới vừa bước vào đại tế thiên, làm sao có thể so sánh với thạch trọng chứ? Ta thật sự là hiếu kỳ, bọn hắn đều là người cùng tộc, vì sao lại có mối thù lớn như thế chứ? Ha ha, huynh đệ còn có thâm thù đại hận, huống chi chỉ là người cùng tộc. Thạch hạo không có để ý những người khác đang nghị luận cái gì, bản thân cứ nói mãi một câu. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, thạch trọng cũng không có hiện thân. Không được sao, thạch hạo lực tụ song quyền, bỗng nhiên quay về đại địa đánh ra một cái. Bang, âm thanh cực lớn, lập tức, một tấm bia to xuất hiện, tên thạch hạo xuất hiện ở vị trí thứ 94, đây là bia to xếp hạng lực lượng, nhưng hiển nhiên Thạch Hạo cũng không có khả năng phá kỷ lục, chỉ là có thể lên bảng mà thôi. Đã tới được vị thứ 94, với một tên võ giả khác mà nói, đây đã là một cái thành tích khó lường, nhưng so với Thạch Trọng, trệnh lệch này lại là sáng ngang trời đất. Mọi người đều là nhìn xem, sau đó lắc đầu, một mặt quả là thế. Người tu la dù có yêu nghiệt, nhưng chỉ là một tế liền muốn khiêu chiến Thạch Trọng, còn quá non. Oanh, nhưng mà, một tấm bia to lại xuất hiện. Đây là một khối tấm bia hoàn toàn mới, lấy một tế oanh ra chiến lực của năm tế, vạn năm đệ nhất. Chỉ có một cái ghi chép, cũng chỉ có một cái tên. Tu La, T, lập tức, quần chúng kích động, Tu La lại phá kỷ lục, một tế lại có năm tế chiến lực, đây thật là cái đổ biến thái, hơn nữa còn là siêu cấp biến thái. Thật nhiều người ở đây đều có thể kẹt cả đời ở một tế, mà rất ít thiên tài có ngắm nhìn bốn tế, đây đã là thành tích kinh người. Nhưng Thạch Hạo thì sao? vừa vào đại tế thiên liền nắm giữ chiến lược của năm tế điểm xuất phát chính là điểm cuối cùng của rất nhiều người đây thật sự có thể để người ta tuyệt vọng song hoa tôn giả thua không oan a à, thạch hạo thu hồi nắm đấm thân tình lạnh nhạt thoát ra khỏi thái hư giới sau đó ngước nhìn bầu trời thạch trọng người vẫn không chịu xuất hiện sao sau đó mỗi ngày thạch hạo đều sẽ tiến vào thái hư giới hướng thạch trọng tuyên chiến dần dần toàn bộ tinh vũ đều biết thạch hạo đang tích cực hướng thạch trọng khiêu chiến nhưng thạch trọng vẫn không có đáp lại thậm chí cũng không có người nhìn thấy hắn tiến vào thái hư giới linh hồn thể tuy có thể ngụy trang cho nên có lẽ thạch trọng cũng đã tiến vào nhưng không có đáp lại cũng có khả năng thạch trọng đang ở chỗ nào đó lịch luyện hoàn thiện bản thân nhưng mà một mực tránh chiến cũng khó tránh khỏi sẽ có tin đồn truyền ra hiện tại trong thái hư giới bên trong liền có một cái thanh âm chính là thạch hạo quá mạnh thạch trọng sợ thua mới không dám đánh một trận ngay từ đầu Thuyết pháp này cũng nghi không có ai tin tưởng, nhưng Thạch Trọng lại không có hiện thân, dần dần, thuyết pháp liền được rất nhiều người tiếp nhận. Thạch Trọng, không gì hơn cái này, Thạch Hạo cũng không có một mực ngâm mình ở trong thái hư giới, hắn còn đang theo dõi những chuyện phát sinh trong tinh vũ, nhìn xem có nơi nào xuất hiện di tích cổ, đại dược, để hắn có thể chen chân tiến vào. Tin tức tốt không có, tin tức xấu lại có một tin. Song hoa tôn giả đã cùng Trúc Gia đạt thành quan hệ, không truy cứu chuyện cũ, song phương cùng mở ra treo thưởng phàm người cung cấp được tung tích của Thạch Hạo, có thể đạt được phần thưởng kinh người. Mà nếu như có thể đem Thạch Hạo sống sót mang đến, ban thưởng càng sẽ phong phú. Chết, cũng có thể lĩnh thưởng, nhưng số lượng sẽ ít hơn nhiều. Nhưng cho dù là phần thưởng khi hắn chết, cũng để chính Thạch Hạo phải động tâm. Không ngờ ta đáng tiền như thế, hắn thì thào, coi như ra đều muốn đem ngươi cầm xuống, đưa đi chỗ trúc ra hay là xong hoa tôn giả lĩnh thưởng. Từ kim chuột nói đùa, nhãn cầu thạch hạo xoay động, nói con chuột, có đi nhà xong hoa chơi một chút không? Tử Kim Chuột lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, vội vàng nói tốt, rất lâu không có làm một chuyến, tay ra cũng đều ngứa ngáy. Ha ha, quả nhiên là tặc, động tới nghề cũ là ngứa ngáy tay chân thạch hạo cười nói. Phi, ngươi mới là tặc, cả nhà ngươi đều làm tặc. Nhóm thạch hạo lập tức xuất phát, đi tới hang ổ của song hoa tôn giả. Hắn đáp xuông phi hồ tinh, cái tinh thể này có võ đạo hưng thịnh, cường giả trúc thiên thê cũng hơn 10 cái, trong đó còn có một vị là đỉnh cao nhất đại năng song hoa tôn giả sáng lập song hoa đạo trường có vô số môn đồ đệ tử bình thường mà nói cường giả đều sẽ thành lập thế lực thuộc về mình bởi vì tu luyện quá cần tài nguyên mà tài nguyên lại không thể từ hư không chạy ra linh dược phải trồng linh thạch phải đào hoặc đi di tích cổ tầm bảo cái kia cũng phải có người đi mới được có đúng hay không cường giả cần phải bỏ thời gian ra tu luyện cái nào chịu tự mình làm việc cho nên nay liền cần thành lập một cái thế lực do bọn thủ hạ thay mình hoàn thành những này việc vặt. chương 813, Tần Thủy Dương, cường giả, là một loại chân áp, là một loại uy hiếp. Kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả, làm chút việc vặt, đổi lấy bình an, cũng có thể được cường giả chỉ điểm, tăng thêm tốc độ tu luyện. Đạo trường của song hoa tôn giả cũng là một cái thế lực 10 sao, tự nhiên chiếm cứ một mảng lãnh thổ rộng lớn, mà toàn bộ sinh linh bên trong, đều được song hoa quản lý. Muốn học võ, được, giao tiền. Muốn học võ đạo mạnh hơn, được, giao tiền nhiều hơn. Hơn 2.000 năm xuống tới, một mạch của song hoa tôn giả kiếm được không biết bao nhiêu tiền của, tuyệt đối có thể đạt đến một con số kinh người. Thạch hạo cùng tử kim chuột đều là xoa tay, lộ ra vẻ rất kích thích. Chỉ rút kho của hạo nguyệt ngân thử, cũng đã để bọn hắn ăn uống no đủ, lại muốn đem một mạch của song hoa dọn sạch thì sao? Dĩ nhiên là càng thêm phát đạt, nhưng mà, song hoa tôn giả bình thường đều thủ trong nhà, làm sao có thể xuất thủ trước mặt hắn chứ? Có biện pháp, đem hắn điều là được không phải sao? Thạch Hạo cùng Thạch Phong đều tiến vào Thái Hư giới, chia nhau hành động. Thạch Hạo lại tìm Thạch Trọng gọi hàng, muốn cùng đối phương đánh một trận, mà Thạch Phong thì tìm tới Song Hoa Tôn giả, yêu cầu gặp mặt, muốn bán ra tung tích của Thạch Hạo. Chỉ là một hồi, Song Hoa Tôn giả liền xuất hiện ở trong Thái Hư giới. Hắn có chút do dự, bởi vì Thạch Phong muốn hẹn ở Dưỡng Hồn khu. Mẹ nó, không phải đây là một kế hoạch của Tu La chứ, muốn hấp dẫn hắn ra? lại đem hắn đánh một trận thì sao? Không thể không nói, vị cường giả đỉnh cao này đã bị thạch hạo dọa tới sinh bóng ma tâm lý. Nghĩ nghĩ, hắn mang tới một đám người, đồng thời tiến vào dưỡng hồn khu. Tu la người dù có mạnh hơn, cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lực của dưỡng hồn, chúng ta có nhiều người, lợi dụng bọn hắn kiềm chế ngươi, mình có thể nhẹ nhõm thoát thân rồi. Có thể để một vị cường giả trúc thiên thê sợ đến như thế, thạch hạo thật sự quá nghiêu bức. Nhưng mà, thạch phong lại tới tin tức, hoàn toàn không có dự định động thủ song hoa tôn giả hắn chắp tay song hoa tôn giả nghi hoặc mà nhìn xem thạch phong gia hỏa đã gặp ở đâu sao làm sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy trúc thiên thê dù sao cũng là trúc thiên thê lúc thạch phong còn ở đại tế thiên từng đánh hắn một lần dù hiện tại đã thu liễm ba động tinh thần nhưng vẫn để song hoa tôn giả sinh ra hoài nghi thạch phong lại không cho đối phương cơ hội suy nghĩ nhiều trực tiếp mở miệng ta biết tung tích của tu la ở đâu quả nhiên vừa nhắc tới thạch hạo, song hoa tôn giả liền quên cái khác, trong nháy mắt liền bị phẫn nộ chiếm cứ tứ hoa tinh thạch phong nói ra vẫn cung cấp một màn tinh thần lạc ấn hiện lên hình ảnh của thạch hạo quả nhiên là tu la nhảy, song hoa tôn giả liền đứng lên tốt nếu như có thể cầm xuống tu la người liền tới tìm bản tôn lĩnh thưởng hắn lập tức mang người rời đi muốn đi săn giết thạch hạo thạch phong cười một tiếng hắn mỗi ngày đều ở cùng với thạch hạo Tự nhiên có thể tùy tiện đem một đạo ký ức lúc cùng Thạch Hảo đưa ra, ngược lại là một con sông mà thôi, tinh cầu nào không có chứ. Hiện tại, liền đợi xong Hoa Tôn giả đi xa, bọn hắn liền có thể làm một chuyến thật lớn. Hắn hướng Thạch Hạo phát ra tin tức, cá đã cắn mồi, có thể rút lui. Thạch Hảo nghe xong, nhưng trên mã vẫn có chút tiếc nuối, Thạch trọng vẫn không đến a. À. Hắn quay người, liền muốn tìm khu vực an toàn thối lui ra thái hư giới, nhưng vừa mới chuyển thân, liền thấy có một người đang đi nhanh tới ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn về phía mình. A, à, Thạch Trọng sao? Không phải, mặc dù khí thế của người này cũng rất bá đạo, nhưng còn lâu mới có thể so sánh cùng Thạch Trọng. Người chính là Tu La, đó là một người trẻ tuổi, trong tay nắm một cái kiếm quang do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, ánh mắt lạnh lẽo, hàn ý thậm chí có thể để người ta sinh sinh đông kết. Thạch Hạo nhìn đối phương một chút, phải thì như thế nào? Bằng ngươi cũng xứng hướng Thạch Trọng đại nhân khiêu chiến, người trẻ tuổi kia khinh thường nói, a à, Thạch Trọng lại thu thêm một cái thủ hạ rồi. Trước đó Thạch Trọng ở trên vân đính tinh thu cái gì tứ đại tướng, đều bị Thạch Hạo tiêu diệt, hiện tại lại có người mới gia nhập. Người trẻ tuổi này rõ ràng có thiên phú cực cao, hơn nữa còn có thể xuất hiện ở đây, đại biểu đối phương đã là Đại Tế Thiên. Cùng là Đại Tế Thiên, người này lại cam tâm coi Thạch Trọng là đại nhân, có thể thấy được nghị lực của hắn lớn tới mức nào, đem loại thiên tài này khuất phục dưới chân. Thạch Hạo không nói gì, Người trẻ tuổi kia thì lại nói, thạch trọng đại nhân coi nhẹ chấp nhặt với ngươi, càng là xem trên quan hệ đồng tộc, đã nhiều lần nhường cho, nhưng ngươi cũng không biết tốt xấu, để ta cũng nhìn không được. Người trẻ tuổi múa một cái kiếm hoa, ta đánh với ngươi một trận, người thua, từ nay về sau liền ngoan ngoãn im lặng, nếu còn dám bất kính với đại nhân, ta liền sẽ nhảy vào tinh vô tìm tới chỗ ngươi, đem ngươi đánh giết. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách thạch trọng đại nhân không niệm thân tình. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy? Ta chính là Tần Thủy Dương." Người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo sau khi nghe cũng không chút biến đổi gì, nhưng những người xung quanh nghe xong cái tên này, lại sinh ra kinh sợ. Hoài Thủy Tinh Tần Thủy Dương, cha hắn chính là đại năng đỉnh cao nhất Tần Vô Kỵ. Tần Thủy Dương cũng là siêu trác thiên tài, 40 tuổi liền bước vào đại tế thiên, nghe nói hiện tại đã là bốn tế. Thiên tài như vậy, Hẳn là nắm giữ khả năng vượt cấp chiến đấu, cho nên hắn xác thực không cần sợ Tu La. Để ta khiếp sợ là, Thạch Trọng lại có thể khuất phục được tên này, đem về lại thủ hạ dưới trướng. Đúng vậy, vô luận chiến lực bản thân của Tần Thủy Dương hay là thế lực sau lưng, chính mình cũng là một lá cờ, có thể hấp dẫn vô số thiên tài làm thủ hạ của hắn, làm sao lại cam tâm làm tay sai của người khác chứ? Nghị lực của Thạch Trọng quả thật siêu phàm, quá kinh người, Thạch Trọng căn bản không cần tự mình ra tay một tên thủ hạ liền đủ để đối kháng với Tu La rồi. Vậy xem ra, vẫn là Thạch Trọng muốn mạnh hơn. Vậy là dĩ nhiên a à, Thạch Trọng phá hết mọi ghi chép của Đại Tế Thiên, Tu La nhưng chỉ có thể xếp tại hơn 90 vị, đây chính là tranh lệch. Mọi người nhao nhao nói ra, nhưng thiên hướng về Thạch Trọng nhiều hơn. Tần Thủy Dương khinh thường nhìn Thạch Hạo, vẻ mặt cười lạnh. Hắn muốn chính là kết quả như vậy, Thạch Trọng quá siêu nhiên, cũng quá nuông chiều cái tộc đệ này, rõ ràng có thể nhẹ nhõm đánh bại Thạch Hạo, nhưng lại xuất thủ, nhưng mà, thạch trọng niệm thân tình, hắn sẽ không nha. Làm thủ hạ, đương nhiên muốn đem công việc bẩn thỉu giành lấy trên thân mình. Cho nên, chuyện đánh bại thạch hạo, giao cho hắn là được. chương 814, bạo ngược, thạch hạo mỉm cười, được, vậy đến đánh một trận đi. Đã thạch trọng không thể ra tới, đánh một chút tiểu quái cũng có thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Tần Thủy Dương nhìn chằm chằm vào người thạch hạo, trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên xuất kiếm. Tại thái hư giới, cái gì đều là do tinh thần hình thành cho nên có binh khí hay không đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhưng mà có ít người thích dùng binh khí mới có thể đem chiến lực phát huy ra tới mức cao nhất tần thủy dương chính là như thế có kiếm nơi tay chiến lực của hắn chỉ ít có thể tăng lên ba phần mặc dù kiếm này cũng chỉ là thần thể không khác tay chân bao nhiêu kiếm đạo cảnh giới thứ ba trong lòng có kiếm vạn vật đều có thể làm kiếm quét một kiếm đánh tới ánh sáng hàn thương khung thạch hạo ngưng quyền Ngạnh kháng với kiếm khí, bang bang bang, quyền lực của hắn cực kỳ bá đạo, một quyền xuống dưới liền đem một đạo kiếm quang đánh nát. Tần Thủy Dương cũng mạnh đến mức kinh người, đối mặt công kích của Thạch Hạo, hắn không hề có chút nhượng bộ nào, kiếm kiếm ngạnh kháng. Oanh, 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 rõ ràng đối chiến đều là tinh thần lực, nhưng dư âm lại vô cùng đáng sợ, để cấu trúc bốn phía bắt đầu vỡ nát. Phải biết, hai người đều có chiến lực của, cho nên dư âm phát ra cũng có thể đạt tới ba tế, thậm chí bốn tế, cho nên dạng này dư âm lại có mấy người thứ gì có thể đối kháng. Thạch Hạo có chút nhỏ kinh ngạc, đối thủ này thật đúng là mạnh a, à, nắm giữ chiến lực của năm tế, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, đem chiến lực hoàn toàn phát huy ra tới. Không sai, đối thủ như vậy mới đáng giá đánh một trận. Thạch Hạo thét dài một tiếng, bắt đầu vận dụng những loại sức mạnh khác. Tỷ như, quả cầu đá, xeo, một viên quả cầu đá bỗng nhiên xuất hiện, hướng về tần thủy dương đập tới. Mặc dù Thạch Hảo đã tạo thành tiểu thế giới, mặt trời đếm không xiết, nhưng có thể ngưng tụ tinh hoa, cũng chỉ có quả cầu đá kia. Có thể nói, đây là hành tinh mẹ, là bản gốc. Cùng vũ kỹ khác không giống, ở chỗ này, uy lực của quả cầu đá sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì đây vốn chính là tinh thần thể, vô luận là trong hiện thực, hay ở tại thái hư giới, uy năng đều không sẽ có bất kỳ biến hóa nào. Tần Thủy Dương đương nhiên sẽ không e ngại, kiếm của ta là tinh thần ngưng tụ, chẳng lẽ quả cầu đá của người lại không phải là sao? Ai sợ ai chứ, hắn một kiếm gọt ra, hướng về quả cầu đá chém tới. Bành, quả cầu đá nện vào, thân kiếm lập tức vỡ nát, thế tới vẫn không chút dừng lại, tiếp tục hướng về phía tần Thủy Dương đập tới, xinh xinh đem người này đập bay ra ngoài. Phốc, tần Thủy Dương thổ huyết, nhưng huyết dịch lại biến mất trong không khí, dù sao cũng không phải thực thể. Nhưng mà, lọt vào một kích này, trong hiện thực hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là tương đối yếu ớt mà thôi tần thủy dương hoảng sợ thất sắc một kích này làm sao lại khủng bố như thế đều là tinh thần lực ngưng tụ mà thành làm sao quả cầu đá này lại có thể mạnh như vậy hắn đương nhiên sẽ không biết đó cũng không phải là tinh thần thể đơn giản như vậy mà là pháp tướng của thạch hạo còn có quy tắc của thiên địa ở bên trong thạch hạo quan sát hải tinh chẳng lẽ là chơi vui thôi sao một cái là pháp tướng hơn nữa còn tham chiếu tồn tại kiên cố nhất thế gian chẳng lẽ uy lực còn không bằng một cái tinh thần thể sao kia thật là nói giỡn, oanh thạch hạo đắc thế không nhường người điều khiển quả cầu đá tiếp tục đập tới tần thủy dương không tin tà lại lần nữa ngưng tụ một thanh kiếm khác đập tới hướng của thạch hạo kiếm nghịch thương khung hắn quát to đánh ra một cái đại chiêu banh kiếm gãy người bay ở trước mặt quả cầu đá cùng dai tất không có đối thủ nếu không thiên địa còn cần câu thông với hắn muốn trao đổi tiểu thế giới sao thạch hạo căn bản không cần lấy ra cái đại chiêu khác Quả cầu đá cũng đã đủ oanh bạo đối thủ. Trong hiện thực, Tần Thủy Dương còn có thể vận dụng thần binh lợi khí, nói không chừng có thể đối kháng quả cầu đá, nhưng tại thái hư giới, cái tinh thần thể gì có thể đối kháng quả cầu đá chứ? Muốn phá được quả cầu đá, ít nhất phải có chiến lực nghiền ép thạch hạo mới được. Tần Thủy Dương vô cùng buồn bực, chiến lực của hắn cũng không kém thạch hạo bao nhiêu a, à, nhưng mỗi lần đối kháng hắn đều sẽ ăn thiệt thòi, không khác, cái quả cầu đá kia của đối phương quá mức kinh khủng. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra đều là tinh thần thể làm sao lại có tranh lệch lớn như vậy chứ nhưng nói gì thì nói hắn vẫn ngưng tụ ra một thanh kiếm mới tiếp tục ngạnh kháng với thạch hạo ngạnh kháng kết quả dĩ nhiên không nói cũng hiểu hắn cứ bị đánh bay thân kiếm đứt gãy thụ thương càng lúc càng nặng thạch hạo lắc đầu vào thái hư giới đánh nhau tần thủy dương căn bản không thể nào là đối thủ của hắn nếu thạch trọng tới có lẽ sẽ khác loại yêu nghiệt giống như thạch trọng tin tưởng bản thân cũng sẽ có vũ khí bí mật dù là không bằng thạch hạo, nhưng hẳn là không kém bao nhiêu. Cho nên, thạch trọng tuyệt đối sẽ là kinh địch. Cút đi, oanh, thạch hạo lại đến một cái, đem tần thủy dương triệt để đánh nát, hóa thành từng mảnh bóng nát, biến mất trong không khí. Toàn trường, lặng ngắt như tờ. Ai có thể nghĩ tới, trước đó rõ ràng còn là thế cân bằng, nhưng thạch hạo lại đột nhiên phát huy, trong nháy mắt liền lấy được thế thượng phong chứ. Không hổ là tu la, thạch hạo cười một tiếng, thối lui ra khỏi thái hư giới. Nếu như có thể đem hang ổ của song hoa tôn giả trộm sạch một lần, sau đó đem luyện hóa, có thể để chiến lực cùng tu vi của hắn bỗng chốc tăng mạnh không nhỉ. Yêu cầu cũng không cần cao, tăng lên một cái tiểu cảnh giới là được rồi. Nếu đạt tới hai tế, chiến lực liền có thể so với 6 tế, vậy lúc sau đánh với thạch trọng liền 10 phần nắm chắc rồi. Thạch hạo ba người bắt đầu chờ đợi, rất nhanh, bọn hắn liền thấy, một đám thân ảnh từ trong đạo trường của song hoa tôn giả bay nhanh ra ngoài. Song hoa tôn giả tự mình lĩnh quân, mang theo rất nhiều cường giả phía sau. Lần này, đạo tràng chắc đã trống rỗng rồi, chỉ có một tên trèo lên thánh vị tỏa chấn. Thạch Phong tự tin cười một tiếng, để ta giải quyết người này. Đương nhiên, song hoa tôn giả dù có đi rồi, nhưng để phòng bị âm, ba người vẫn là quyết định chờ thêm một chút, mà từ kim chuột thì đã bắt đầu xuất phát, tiến lên tìm hiểu tình huống. Muốn làm tặc, dù sao cũng phải biết rõ bảo khố người ta giấu ở cái nào mới được chứ. Lần này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc nửa đêm, ba người thạch hạo xuất phát, bọn hắn không có chút tự giác của người làm tặc nào, một đường sông thẳng. Cái, đứng, ngươi, trong đạo trường, người vừa mới giết ra đến, muốn ngăn cản nhóm người thạch hạo, nhưng lập tức liền bị đánh ngất xỉu hoặc là oanh sát, căn bản không người nói đến ra chữ thứ hai. Thật to gan, dám xông vào đạo trường của sông Hoa. Rốt cục, tên cường giả trèo lên thánh vị kia cũng cảm thấy không thích hợp, phi thân giết ra tới. Thạch Phong cười một tiếng, bay lên không, xuất thủ hướng về người kia đánh tới, đánh nổ ngươi. Bành, 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 đại chiến lập tức bộc phát, Thạch Phong có chiến lực mạnh hơn, trong nháy mắt liền chiếm cứ ưu thế. Tiểu Thạch đầu, nhanh tới đây, tử kim chuột thì kêu lên, Thạch Hạo cùng ông Nam tình chạy tới, bọn hắn tiến vào tiên cư, tử kim chuột thì mang tiên cư tiến vào bảo khổ. Hai người một chuột lập tức bắt đầu thu gặt, mắt nhỏ đều sáng như đuốc. chương 815, cướp sạch, không hổ danh là bảo khố của đại năng Trúc Thiên Thê. Thạch Hạo đưa mắt nhìn qua, lướt qua tất cả các bảo vật, nào là linh dược, chân kim, tất cả đều nhiều vô số kể, so với bảo khố của Hạo Nguyệt Ngân Thử, thì ít nhất số lượng trong kho tàng này phải nhiều hơn gấp 3 lần. Nhưng mà, một mạch của Song Hoa Tôn giả tích lũy nhiều năm như vậy, làm thế nào mà chỉ hơn trồn trắng có 3 lần? Không có cách nào, Song Hoa Tôn giả cũng không phải một mình, đệ tử, môn đồ chẳng lẽ không cần tài nguyên tu luyện. Cho nên, tích lũy nhiều trồn trắng gấp 3 lần, cái này đã thật rất lợi hại. Hai người thạch hạo lại thuần thục thu nhặt báu vật vào tiên cư, chỉ qua một hồi, trong bảo khố đã trống rỗng. Cần phải đi, vẫn là do tử kim chuột mang bảo khố ra, căn bản không cần hao tâm tổn trí, đi phá giải cấm chế làm gì. Con chuột, người cuối cùng lập chút công, thạch hạo cười nói, ta thật sự rất hữu dụng, tử kim chuột đương nhiên muốn khoe khoang một chút, cho mình trên mặt có thiếp vàng. Đừng quên lưu cái ký hiệu, cho thấy chúng ta đã từng tới đây. Thạch hạo gõ gõ đầu của chuột nhỏi, yên tâm, ta đã lưu lại rồi từ kim chuột cười nói, ta viết, đại đế Tu La từng du lịch qua đây. Thạch hạo lắc đầu, ta là đế tôn Tu La, từ kim chuột trợn nhỏ, dù là ở trong tiên giới, cũng không có tiên nhân nào tự phong đại đế. Trước ngươi hãy đánh đến mấy cái lão tiên tôn bất tử rồi hãy nói, nhưng thạch hạo vẫn muốn làm lão đại của bọn lão bất tử kia, không cần nói cái khác, riêng này cũng đủ để kéo thu hận. Đây đương nhiên là tiểu tiết, thạch hạo không để cho tử kim chuột lại trở về sửa chữa điều này, hai người một chuột rút lui thối lui ra thật xa sau đó, Thạch Hạo phát ra tiếng thét dài, thông báo Thạch Phong có thể đi. Thạch Phong vốn là chiếm thế thượng phong, dĩ nhiên là muốn đánh thì đánh, nghĩ lùi liền lui. Ha ha, không chơi thêm với nhà ngươi nữa. Hắn cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Tên kia trèo lên thánh vị cường giả cũng không truy kích, Thạch Phong biết rõ thực lực của mình, đuổi theo để làm gì. Trước trách của hắn là trấn áp đạo trường, xua đi cường địch sau đó hắn vội vàng đi thăm dò xem bảo khố. Còn tốt, cấm chế không có dấu hiệu bị đụng vào, cửa lớn cũng là đóng chặt. An toàn, cường giả kia nhẹ nhàng thở ra, phía trước có đại chiến, hậu viện cháy. Hắn không khỏi kỳ quái, đám tặc nhân này tới đây với dụng ý gì? Là vì muốn cùng hắn đánh một trận sao? Ngoài ra thì hai người đấy ở thời điểm chiến đấu đã đi đâu? Điều này hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà, 9 ngày sau đó, khi song hoa tôn giả trở về, hắn liền biết nguyên nhân. Một đoàn người song hoa tôn giả sắc mặt đều tái xanh, bởi vì chuyến này bọn hắn không có chút nào thu hoạch. Bị người đùa bỡn, khi nghe được môn đồ giảng thuật lại, hắn rời đi trong lúc đó, sao lại có người mạnh mẽ lúc xông tới đạo trường, theo bản băng song hoa tôn giả dâng lên cảm giác không ổn. Hắn vội vàng chạy đi bảo khố, thấy tất cả cấm chế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, hắn đạt tới độ cao này, từ nơi sâu xa đã cảm thấy có hỏa phúc an nguy, bây giờ hắn lại có loại cảm giác không ổn, hắn đi không được hắn lại mở bảo khố ra sau đó hắn lập tức tức giận. Bảo khố trống không, bị trộm, thế nhưng cấm chế rõ ràng không có phát ra động tịnh gì. Nếu không phải lưu lại chân chính hắn là người đứng đầu sự tín nhiệm của đệ tử, hắn đầy hoài nghi đây có phải là cùng trông coi rồi tự trộm hay không. Sau đó, hắn lập tức thấy dấu hiệu nhắn lại, tu la, song hoa tôn giả giống to, tức giận như là muốn bay thẳng lên bầu trời. Hắn bây giờ đương nhiên biết hết toàn bộ sự việc, do có người cho hắn tin tức giả, chính là muốn đem hắn dẫn đến đạo trường cơ hội tốt để hắn ăn cắp bảo khố là tu la làm thật sự to gan nghỉ lại tin tức của hắn cho là điệu hổ ly sơn còn hắn song hoa tôn giả lại nghĩ đến ở bên trong thái hư giới người bán tin tức cho hắn chính là người trước đó ở khu vực đại tế thiên bí mật ra tay với hắn nếu không ngày đó tu la khẳng định sẽ bị hắn bắt được còn nếu không tu la cũng phải tự sát đến thối lui ra thái hư giới người thần bí này đương nhiên cũng là địch nổi môn đồ cao thủ trèo lên thánh vị Đáng chết, đáng chết, song hoa tôn giả tức giận đến dẫm chân, hắn ở bên trong thái hư giới bị thạch hạo cuồng loạn, mà bây giờ ở đây lại bị Tu La dùng trí thông minh làm nhục. Vô cùng nhục nhã, Tu La, bản tôn không đem người băm thây vạn đứt, thề không làm người. Song hoa tôn giả cắn răng nói ra, từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ thống hận một người như thế. Ba người thạch hạo đương nhiên cấp tốc rút lui, liên tiếp nhảy mười mấy cái tinh thể sau đó bọn hắn ngừng lại, bắt đầu tiêu hóa lần này đạt được chỗ tốt song hoa tôn giả vốn liếng thật tràn đầy ba người một chuột mỗi người chia nhau một cái tất cả đều mặt mày hớn hở bế quan thạch hạo đem tiên cư đặt bên trong một tòa nguyên thủy ở ừng cây sau đó phóng đại tiên cư để cho mọi người tự do ra vào đương nhiên người ngoài là không thể nào đi vào tiên cư chỉ cho những người thạch hạo cho phép mới được tự do ra vào tất cả mọi người bắt đầu luyện hóa chỗ tốt thời gian chậm rãi qua đi mỗi người đều là tiến bộ rõ ràng từng cây linh dược luyện hóa thạch hạo đến độ cao này hắn không phải cần lực lượng tăng lên, mà là nắm giữ quy tắc thiên địa. Trước đó, hắn hướng hiến tế trời xanh, một cái giá lớn tự cho chính mình lý giải võ đạo, cái này hiến tế không có, cần nắm giữ một lần nữa. Như thế không khó, hắn đã là một tế, lại quay đầu đi tu cấp bậc quy tắc bổ thần miếu không phải chuyện dễ dàng. Lại thêm trợ giúp đại lượng linh dược, hắn bộc phát diệu ngộ, quy tắc cũng ở trong hồn hải sinh tiêu, không nên quá dễ dàng. Hắn tích tụ quy tắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phong phú nhoáng một cái thời gian mấy tháng đã trôi qua, Thạch Hạo đã đem thu hoạch lần này tiêu xài sạch sẽ, nhưng hắn đồng thời không kết thúc bế quan, mà là làm lắng động cuối cùng. Hắn cảm giác mình có thể tiến hành lần thứ hai hiến tế. Hiến tế lúc nào cũng có thể, nhưng mà hiến tế cũng không nhất định có thể đạt được lực lượng thiên địa rèn luyện, nếu như thế, tổn thất là rất lớn. Cho nên, người bình thường chắc chắn phải cân nhắc đi cân nhắc lại, hoàn toàn chắc chắn mới có thể bắt đầu. Ở Thạch Hạo mà nói, hắn mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng xuất phát cũng rất cẩn thận, hắn vẫn là làm lắng động, muốn một lần hành động. Lại ba ngày sau đó, Thạch Hạo mới quyết định, hắn muốn xung kích hai tế. Đến, thông qua trong tế đàn hồn hải, hắn cùng thiên địa bắt được liên lạc, sau đó, bắt đầu hiến tế. Lập tức, đại lượng ký ức bị cắt ra mà vẻn vẹn chỉ có một chút thời gian sau đó, lực lượng thiên địa lập tức bắt đầu rèn luyện vụ thân thể của hắn. Lần này, vẫn là biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ trong tới ngoài, từ linh hồn đến nhục thân, đều tại trải qua biến hóa cực lớn. Chỉ là đối với một tế mà nói, biến hóa này không có khoa trương như vậy mà thôi, dù sao điều kiện thân thể của Thạch Hạo đã vượt xa khỏi thời điểm một tế. Lần này, lực lượng thiên địa có thời gian rèn luyện kéo dài 10 ngày. Thời điểm ở phút cuối cùng, Thạch Hạo lần nữa tiếp xúc đến ý chí thiên địa. Vẫn là như cố hắn muốn cho hiến tế nhỏ tinh vũ. Những người khác, cả đời đều khó có khả năng tiếp xúc đến một lần ý chí thiên địa, mà Thạch Hạo thì sao? đã trải qua hai lần, mà có thể đoán được, hắn lần nữa cự tuyệt, như vậy ở thời điểm ba tế, ý chí thiên địa sẽ còn hỏi lại một lần. Chương 816, đánh với thạch trọng, hai tế, ai nói tu luyện đại tế thiên chậm, ngươi xem, hắn không phải là hai tế, không chỉ là hắn, Từ Kim Chuột, ông nam tình cũng đã hoàn thành hai tế. Không có cách nào tu luyện nhiều tài nguyên như vậy, nếu người từ từ luyện hóa, chỉ sợ có thể bồi dưỡng được 100 cái đại tế thiên bây giờ lại bị bọn thạch hạo dùng thời gian một tháng tiêu xài sạch sẽ, sao có thể không tăng lên nhanh. Điều đó đương nhiên là lãng phí rất lớn, không quan trọng, lần này là đạo trường song hoa, lần tiếp theo đi đến Trúc Gia. Lúc này, thạch hạo ngược lại là có chút hối hận đắc tội Trúc Thiên Thê số lượng không đủ nhiều, nếu không, đi thêm mấy nhà vớt ngọn nguồn, chỉ sợ trèo lên không xa thánh vị, Trúc Thiên Thê cũng là có kỳ hạn. Hắn lần nữa tiến vào thái hư giới, lúc này, bọn hắn vất ngọn nguồn đạo trường song hoa đã ở bên trong tinh vũ chuyển ra, mặc dù trôi qua một tháng đã lâu, nhưng chỉ lên men ngày càng thêm lợi hại. Song hoa tôn giả vốn muốn quét dọn thanh danh, nhưng chỉ giới hạn ở thái hư giới còn ở trong hiện thực cũng bị thạch hạo cái điệu hổ ly sơn, như vậy thật là thành một chuyện cười lớn. Chí thông minh cũng bị nghiền ép a. Đối với chuyện này, thạch hạo chỉ là cười nhẹ một tiếng, không tiếp tục dẫm lên hai cước. Hắn lần nữa gọi hướng về thạch trọng, yêu cầu một trận chiến. Lần này, Thạch Trọng rốt cục hiện thân, tộc đệ, người vẫn hùng hổ dọa người như thế. Thời gian qua đi mấy tháng không thấy, khí thế Thạch Trọng trở nên càng thêm cường đại đến đáng sợ, chỉ hướng tới trận chiến kia, liền tràn đầy lực uy hiếp, để cho người không kìm lòng được muốn đến gặp cả lưng. Phải biết, nơi này đều là vỏ giả đại tế thiên, mỗi một người đều có tư cách gọi là cường giả, nhưng bây giờ lại bởi vì khí thế người khác mà phát run dày, thậm chí muốn cúi đầu cúi người, đây là chuyện kinh người đến cỡ nào. Thạch Trọng không có cố ý nhằm vào ai đây. Thạch Hạo biết rõ, khẳng định là thực lực Thạch Trọng lại tiến một bước. Trước đó Thạch Trọng chính là ba tế, bây giờ là bốn tế. Cho nên, chiến lực của hắn rất có khả năng đạt đến bảy tế. Bảy tế, chuyện này cũng không phải xưa nay chưa từng có ghi chép, nhưng mà ở hàng vạn năm, đoán chừng không có người thứ hai có thể ở thời điểm đại tế thiên nắm giữ chiến lực bảy tế. Có lẽ lão cổ có thể đạt tới, nhưng hiển nhiên, bốn tế tuyệt không phải tu vi cực hạn Thạch Trọng, hắn hắn là có thể đạt tới năm tế thậm chí sáu tế, như vậy, đến lúc đó chiến lực của hắn đem bên trên bão tố tám tế, 9 tế. Vậy thì quá kinh khủng, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đã nói, chờ ta bước lên đại tế thiên, ngươi và ta sẽ có một trận chiến. Cho nên, ta tới đây tìm ngươi, Thạch Trọng cũng mỉm cười tốt, tộc đệ đã là đại tế thiên, vi huynh cùng hẳn là chỉ một chút điểm tu vi của ngươi. Đến chiến, Thạch Hạo thét dài một tiếng, vào tới hướng của Thạch Trọng. Oanh, hắn chỉ là đơn giản 10 phần vung ra một quyền, nhưng lực lượng ngưng tụ kinh khủng, lại làm cho một quyền này vô cùng kinh khủng. Thạch trọng duỗi ra một ngón tay, nắm đấm nhấn tới hướng của thạch hạo. Bốn phía, tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong. Thạch hạo cùng thạch trọng rốt cuộc đánh một trận, đây chính là điều tất cả mọi người hy vọng đã lâu đại đối quyết có một không hai. Phóng tầm mắt nhìn lịch sử, còn có thời kỳ nào đồng thời xuất hiện qua hai tên phá hết tất cả ghi chép yêu nghiệt sao? Có lẽ sử thượng có người yêu nghiệt có thể sánh ngang thạch hạo hoặc là thạch trọng, nhưng muốn ở trong cùng một thời đại tìm tới hai cái dạng yêu nghiệt này, có khả năng sao? Dạng quyết đấu này, khả năng vạn cổ hiếm thấy, bởi vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt, mặc dù ở bên trong Thái Hư Giới, mở nhắm mắt lại đồng thời không hề khác gì nhau. Quyền Thạch Hạo cùng Thạch Trọng chỉ va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều giống như tĩnh lại, sau đó, oanh, sức lực sóng đáng sợ bắn ra, hóa thành sóng lớn mãnh liệt vô cùng. Bang, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Chiến lược 6 tế đối đầu 7 tế, hắn đương nhiên không địch lại. Nhưng một kích này cũng làm cho Thạch Hạo khẳng định, mình chỉ là kém thạch trọng một chiến lược tiểu cảnh giới mà thôi, mà cơ sở chiến lược không bằng, không có nghĩa là một trận sinh tử, hắn liền sẽ thua. Trước đó, chiến lược Tần Thủy Dương cùng Thạch Hạo là đồng dạng nhưng Thạch Hạo một khi dùng ra quả cầu đá pháp tướng, chiến đấu lập tức thành nghiêng về một phía. Đương nhiên, đây cũng là Thạch Hạo quá yêu nghiệt, thủ đoạn quá nhiều, mới có nhiều cơ sở chiến lược biến số tăng lên như vậy oanh, 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 vừa mới khai chiến, hai người đều là mười phần cẩn thận, đều là không có sử dụng đại chiêu, cho nên, trên mặt chính là Thạch Trọng nghiêng về một phía áp chế Thạch Hạo. Thạch Hạo không có chút nào xem nhẹ Thạch Trọng, mà Thạch Trọng cũng là như thế, dù là hắn cảnh giới chiếm ưu, thực lực mạnh hơn. Thạch Trọng càng thêm không có sử dụng ý tứ đại chiêu, bởi vì hắn ngược lại chiếm thượng phong A, hoàn toàn có thể gặp chiêu phá chiêu, nắm giữ quyền chủ động. Lại là mấy chiêu sau đó, trước tiên Thạch Hạo biến chiêu. Oanh, một viên hỏa cầu ở trước người Thạch Hạo hiển hiện, tản mát ra sóng lượng kinh người. Hả, Thạch Trọng nao nao, đây là chịu uy thể chất sao? Thế nhưng, thể chất Thạch Hạo cửu dương không phải bị hắn tước đoạt sao? Chỉ là ngẩn ra sau đó, hắn quyết đoán vẫn nhận. Hắn đưa tay nhấn một cái, một ảnh băng xương dương động. Đây là đối trọi gay gắt, nhưng mà, Thạch Hạo hỏa cầu thế nhưng là mặt trời pháp tướng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lập tức, băng xương như là bị hỏa lô nung chảy, nhao nhao biến mất. Trái lại mặt trời pháp tướng, không có chút dấu hiệu ảm diệt nào. Có chút y tứ, thạch trọng thì thào, lại chỉ vào, đánh ra một chương băng lưới, bao phủ hướng về mặt trời pháp tướng. Suy, băng lưới bao bên trên mặt trời pháp tướng, lập tức hóa thành hơi nước, nhưng mà thạch trọng đánh ra tiếp liền hai ba băng lưới, từng cái từng cái nhào tới, cuối cùng là để mặt trời pháp tướng nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu ảm đạm xuống. Thạch hạo tâm niệm vừa động, mặt trời pháp tướng đã là thu hồi lại, Chuyện này nguyên nhân ảm diệt chỉ là năng lượng tiêu hao quá lớn, thu hồi lại một chút thời gian ôn dưỡng lập tức có thể khôi phục, hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng mà, Thạch Trọng dùng lại là chiêu thuật, cư nhiên như thế dễ dàng lập tức hóa giải mặt trời pháp tướng của hắn. Không hổ là Thạch Trọng, mạnh thật, thật tình không biết, trong lòng Thạch Trọng cũng là khiếp sợ, bởi vì hắn thoạt nhìn dễ dàng, trên thực tế nhưng cũng là vận dụng đại chiêu, đồng thời không có chiếm được thượng phong, nếu không, hắn hẳn là đem mặt trời pháp tướng triệt để hóa thành băng cầu mà không có cho đối phương cơ hội thu hồi quả nhiên tộc đệ này chính là họa lớn tâm phúc của hắn lúc trước lưu một mạng thạch hạo chính là cho rằng đối phương không còn khả năng xoay người càng không muốn chọc giận thạch hoàng có thể tạo hóa trêu ngươi đối phương thế mà trở nên yêu nghiệt như thế ý niệm như vậy vừa bay qua thạch trọng liền đem tạp niệm gạt bỏ ra não hải tộc tính thạch hạo lại yêu nghiệt lại như thế nào có thể cùng so với hắn sao tộc đệ nhìn kỹ thạch trọng thét dài một tiếng vỗ ra một trường biến ảo khôn lường như tiên. Thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy một trường này, đều là ở trong lòng hiện lên bốn chữ. Thời khắc này thạch trọng, giống như hóa thân thành tiên nhân, không có một tia hỏa khí, phi phàm mà siêu thoát. Nhưng mà, một trường này mặc dù biến ảo khôn lường, nhưng uy lực lại là vô cùng lớn, để thạch hạo đều là động dung, lại làm cho hắn càng thêm giạt rào chiến ý. Đến, thạch hạo chuyển ra chiến thần nhất chỉ, nghênh đón hướng về thạch trọng. Cái này thật đúng là châm trọng Mới vừa rồi là thạch trọng dùng chỉ, hóa giải công kích thạch hạo, mà bây giờ đổi thành công kích thạch trọng, thạch hạo cũng là đón lấy một ngón tay. Nhưng mà, thạch hạo có thể thành công sao? Chương 817, ngang sức ngang tài. Oanh, chỉ trưởng đánh tới, lập tức phát ra một tầng hào quang. Những người đang quan chiến phía dưới lập tức nhắm chặt đôi mắt, trong lòng có một cỗ cảm giác, chỉ cần mở ra liền sẽ bị chiếu mù, cho nên cũng không thể nhìn thấy trên kia đang có chuyện gì. Quả thật, khả năng mô phỏng của Thái Hư giới quá cao siêu. Quá chân thực, nếu không, bọn hắn cũng chỉ là một cái tinh thần thể, vì sao còn có cố cảm giác kia chứ? Bành bành bành, bọn hắn chỉ có thể nghe được tiếng chiến đấu va chạm kịch liệt, cũng may, chỉ một lúc sau, bọn hắn lại có thể nhìn thấy bình thường. Thạch Hạo còn đang kịch chiến với Thạch Trọng, mà quanh người hắn còn có thêm một cái quả cầu đá, đang liên tục đập tới phía của Thạch Trọng. Nói như vậy, một kích vừa rồi lại ngang sức ngang tài sao? Mọi người hít một ngụm khí lạnh, trước đó Thạch Trọng dùng một chỉ hóa giải công kích của Thạch Hạo mà bây giờ Thạch Hạo cũng như thế, quả thực, đôi huynh hệ này chính là yêu nghiệt mà. Oanh, 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 Thạch Trọng ban đầu có ưu thế về mặt chiến lực, dẫn trước một cái tiểu cảnh giới cũng không phải để cho đẹp, nhưng mà, từ khi Thạch Hạo lấy ra quả cầu đá kia, cục diện lại lập tức trở về thế cân bằng. Quả cầu đá kia gặp gì phá nấy, bản thân lại vô cùng kiên cố, không giống mặt trời pháp tướng, mặc dù có vô tận uy lực, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đương nhiên, cũng chỉ có gặp loại đối thủ như Thạch Trọng lúc này mới có thể được coi là nhược điểm. Thạch Trọng cũng không có sử dụng đại chiêu, chỉ dùng thực lực của bản thân đi ngạnh kháng, mới có thể để cho quả cầu đá làm luống cuống tay chân. Nếu không tình huống hiện giờ có lẽ sẽ rất khác biệt. Thạch Trọng không sử dụng đại chiêu, hắn muốn quan sát quả cầu đá kia một hồi, tìm ra biện pháp đem nó phá giải. Một lúc sau, hắn rốt cục hoàn thủ, hắn phất tay, lại có từng cái từng cái lưới bay ra. Trước đó, hắn đánh ra băng lưới, nhưng bây giờ, những tấm lưới này lại được dùng những dây leo bện thành, có tính dẻo kinh người, một tấm lưới chụp xuống, quả cầu đá lập tức đem tấm lưới phá vỡ, nhưng hai tấm, 10 tấm, 100 tấm chụp xuống, cuối cùng đã đem quả cầu đá kẹp lại. Thạch Hạo lộ ra một nụ cười, không hổ là Thạch Trọng, quả nhiên lợi hại. Lại đến, lỗ đen pháp tướng lập tức mở ra, xoay quanh sau lưng của Thạch Hạo, tạo thành một cỗ lực éo vô cùng kinh khủng. Vẻ mặt Thạch Trọng có chút bất ngờ, bởi vì hắn cảm nhận được, hồn thể của mình lại có dấu hiệu bị xé rách, hắn vội vàng trấn áp bản thân, mới có thể đem cảm giác kia đẩy ra, nhưng cái này lại làm tiêu hao rất nhiều kinh lực của hắn. Có ý tứ, tâm hắn khẽ động, phía sau xuất hiện một con sông lớn, ao ao ao, tiếng nước ngập trời, làm người ta vừa nghe đã sợ. Những người quan chiến chỉ nhìn một hồi, mỗi người đều là lộ ra vẻ chán ghét. Cái tiếng nước này quá phiền, để bọn hắn không thể chịu được. Đây là cái công pháp gì? Thật đáng sợ, tâm ý của ta hiện tại rất hoảng loạn, nếu như đang tiến hành chiến đấu, Mười thành chiến lực đoán chừng chỉ có thể phát huy ra một hai thành mà thôi. A, à, cái này khiến ta nhớ tới một người, Nghiêm Thông Tiêu, T, Nghiêm Thông Tiêu a, khi đó đã giết không ít đại năng đỉnh cao nhất, cũng ép rất nhiều người phải chạy đến tiên giới. Không sai, hắn nắm giữ một cái thủ đoạn, chính là cũng dùng âm luật tác động để chiến lực của đối thủ giảm lớn hay sao? Đúng, tuy hai người có cách làm khác nhau nhưng tác dụng vẫn phát huy ra một loại tác dụng. Những người xung quanh nghị luận ầm ĩ mà luôn có người tài cao hiểu rộng lập tức lục ra một cái cổ nhân thủ đoạn có ba phần giống với thạch trọng nhưng mà nghiêm thông tiêu mặc dù có đệ tử nhưng môn tuyệt học này tuyệt học này lại không biết vì sao lại không được truyền thừa xuống dưới bây giờ lại xuất hiện trước mặt làm sao không để cho người ta bất ngờ cái thạch trọng này thật sự là sở hữu đại cơ duyên trên người người khác đều đang bị quấy dày rồi nhưng thạch hảo thì sao hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ nhưng lỗ đen pháp tướng liên tục hấp thu liền đem loại âm luật này hấp thu bảy tám phần, làm giảm đại lượng uy năng của nó. Lần đối đầu này, Thạch Hạo cùng Thạch Trọng vẫn giữ thế cân bằng với nhau. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Trọng giết tới. Oanh, 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 một cái dương động lỗ đen pháp tướng, một cái vận dụng đại hà, hai người đối đầu, lỗ đen pháp tướng cùng sông lớn đối kháng với nhau, một hồi lỗ đen bị sông lớn đầu sóng đánh tan, một hồi sông lớn bị lỗ đen cắn nuốt, vô cùng kịch liệt. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là pháp tướng của thạch trọng sao thật là lợi hại lại có thể đối kháng với lỗ đen nhưng mà thạch trọng lại càng thêm khiếp sợ bởi vì trên tu vi hắn là bốn tế mà thạch hạo đâu hai tế hắn hơn người ta hai cái tiểu cảnh giới lại không thể chiếm được thượng phong đây quả thực là một loại tai họa hắn thạch trọng hắn là vạn cổ mạnh nhất thiên tài chỉ có hắn mới có thể vượt cảnh dưới đi giết người khác làm sao có thể ngược lại cái tộc đệ này vì cái gì có thể niết bàn trùng sinh hơn nữa còn trở nên yêu nghiệt như vậy phải biết cửu dương thánh thể mặc dù bất phàm nhưng nhiều lắm là cũng chính là ngang bằng với cùng kiếm thể thái âm thể tuyệt không có khả năng trợ giúp thạch hạo đi đến độ cao như bây giờ cho nên thạch trọng vẫn không có cách giải thích được chuyện này trước đó mặc dù hắn một mực không có xem thường thạch hạo nhưng cũng tuyệt đối có lòng tin với bản thân mình nếu hai người giao chiến hắn tất thắng nhiên sẽ thắng nhưng bây giờ hắn lại không có tự tin như vậy đương nhiên đây cũng chỉ là chiến đấu trong thái hư giới, sẽ không giống với thực chiến bên ngoài, mà hơn nữa, nếu là đánh nhau sinh tử, tình hình sẽ càng thêm khác biệt. Trong nháy mắt, đầu thạch trọng chuyển qua vô số suy nghĩ. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, giết thạch hảo, nhưng mà, làm sao giết đây? Đây là một cái vấn đề rất khó. Hai người còn đang đấu, tuyệt chiêu cũng nhiều lần xuất hiện. Hỏa phần thương khung, tinh vân pháp tướng, tử lôi mâu, thạch hảo lộ ra rất nhiều đại chiêu, mà Thạch Trọng cũng vậy, không chút keo kiệt để người ta xem mình mạnh tới mức nào. Nhưng đánh tới đánh lui, hai người vẫn không có cách nào phân ra thắng bại. Bất quá, người xem lại rút ra một cái kết luận. Thạch Trọng tuyệt đối là vạn năm yêu nghiệt, nhưng mà, so với Thạch Hạo, hắn lại muốn kém một chút. Vì cái gì? Bởi vì Thạch Hạo thấp hơn Thạch Trọng hai cái tiểu cảnh giới, lại có thể cùng đối phương liều cái cân sức ngang tài, tự nhiên nói rõ vấn đề. Người yêu nghiệt nhất, Thạch Hạo, chiến đấu hơn nửa ngày chàng diện vẫn là một bộ ngang sức ngang tài. Ha ha ha, Thạch Trọng cười lớn một tiếng, quyết đoán thối lui ra khỏi chiến đấu. Thạch Hạo cũng không có thừa thắng truy kích, đối thủ hoàn toàn không yếu hơn hắn chút nào, tiếp tục đấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Một trận chiến này, hắn chỉ là kiểm nghiệm thực lực của mình cùng Thạch Trọng một chút, hiện tại mục đích đã đạt đến, tự nhiên không cần phải tiếp tục làm việc vô nghĩa. Tộc đệ, người để vi huynh hết sức vui mừng, Thạch Trọng mang theo nụ cười khoan dung, giống như thật sự là một cái đại ca ca đang chiếu cố huynh đệ. tiếp theo, trời đất bao la, người muốn đi phương nào vậy? thạch hạo mỉm cười, ta muốn đi chỗ của người, không biết người ở đâu ha? À? tộc đệ ở đâu? vẫn là vì huynh tới tìm ngươi đi. thạch trọng lại hỏi ngược lại, hai người đương nhiên đều không tự nguyện nói ra tung tích của mình. ai biết bên người đối phương có một tên hộ đạo cường đại, nếu như tiết lộ hành tung, bị để mắt tới thì biết làm sao bây giờ? cười cười, biểu lộ trên mặt hai người lại trở nên lạnh xuống giữa bọn hắn, nhất định sẽ có một trận sinh tử. chương 818, thần tàng xuất thế, Thạch Trọng cất bước rời đi trước, Thạch Hảo cũng rất nhanh liền lui ra thái hư giới. Lúc này, song hoa tôn giả ở phía xa xa quan chiến nãy giờ mới đắng chát rời đi. Mẹ nhà nó, hai đại cử nhân đang ở trước mắt, nhưng hắn chỉ dám núp ở phía xa quan sát, đừng nói không dám ra tay, chính là xích lại gần một chút cũng không dám. Không có cách, tại khu vực Đại Tế Thiên, hai người này, tùy tiện bỏ ra một cái, cái nào hắn cũng đánh không lại. Vì sao lại có biến thái như thế chứ? Tâm trạng của song hoa tôn giả vô cùng buồn bực, hắn đã có thể coi là rất mạch, lúc ở đại tế thiên nắm giữ bốn tế, trong thiên hạ, người có thể so sánh với hắn cũng không nhiều, nhưng thạch hạo cùng thạch trọng đâu. Động một chút thì là sáu tế, bảy tế chiến lực, thậm chí còn có thể lại bộc phát, mở ra thêm những đại chiêu càng thêm khủng bố. Bị biến thái như thế, thật muốn tu thành thánh vị, chỉ sợ cũng có thể đạt tới chiến lực của bốn thánh thậm chí năm thánh. Đến lúc đó, đánh nhau cùng cấp, bọn hắn cũng có thể quét ngang. Nhất định phải mau chóng tìm tới nơi ở của hai người này, đem bọn hắn giết chết. Song Hoa Tôn giả hơi động trong lòng, hai cái huynh đệ này hiển nhiên không có hợp nhau, đều muốn thăm dò tung tích của đối phương, đem đối phương đẩy vào chỗ chết. Hắn có thể lợi dụng điểm này hay không nhỉ? Lúc trước Thạch Hạo bán cho hắn một cái tin tức giả, hắn cũng nên trả lại cho Thạch Hạo một đòn rồi thậm chí cả thạch trọng cũng hố vào thì sao hư cho là hắn sẽ không dở trò mưu kế sai trước đó không chơi chỉ là bởi vì hắn quá mạnh coi nhẹ mà thôi thạch hạo thối lui ra khỏi thái hư giới bắt đầu tổng kết những kinh nghiệm trong trận kia vô luận là chiến lược hay là kinh nghiệm chiến đấu hắn đã đủ mạnh đạt tới trạng thái gần như hoàn mỹ nhưng mà một khi đối kháng với những người như thạch trọng vẫn có thể bộc lộ ra thiếu sót của hắn ba ngày sau thạch hạo vẫn còn đang tiêu hóa trận chiến này nếu như bây giờ lại để cho hắn đánh với Thạch Trọng một trận, hắn khẳng định có thể chiếm được thượng phong. Thế nhưng mà, chẳng lẽ bằng Thạch Trọng lại không biết tự kiểm điểm, tăng lên như mình sao? Thiên tài giống như bọn hắn, đương nhiên sẽ lấy được cảm mộ từ trong chiến đấu, lấy chiến dưỡng chiến, chính là con đường nâng cao thực lực. Nếu lại chiến với Thạch Trọng, đoán chừng cũng vẫn là một trận ngang tay. Trừ phi, trong hai người, có một cái có thể đem tu vi nhảy lên. Đương nhiên, nếu như buông tay đánh một lần, Thạch Hạo vẫn có lòng tin có thể đem Thạch Trọng giết chết. Trước đó hắn cũng không có vận dụng huyết thảy đại chiêu. Tỷ như phiên thiên ấn, cái này vốn là một kích phân thắng thua, bây giờ còn có thêm tiên cư cùng thời gian chi dịch, nếu để cho Thạch Hạo liên tục bộc phát. Mặc dù cũng chỉ có 10 lần cơ hội, ngoài ra còn có lỗ trắng, còn có tinh không phong bạo, còn có phân tích bản nguyên, kim chi lực, đây đều là đại chiêu hắn vẫn còn đang giấu giếm, muốn lưu cho Thạch Trọng một cái kinh nghỉ lớn. Thạch Trọng chắc chắn cũng có đại chiêu chưa sử dụng nhưng khác biệt là ở, ai giấu tuyệt chiêu càng nhiều, càng mạnh hơn. Tại điểm ấy, Thạch Hạo vẫn tràn đầy lòng tin, không nói những cái khác, tiên cư cùng thời gian chi dịch và phiên tiên ấn, dạng bộc phát này quá kinh khủng, nếu đổi lại là hắn cũng đỡ không nổi. Hắn vừa mới xuất quan, liền nhận được tin tức từ Thái Hư Giới. Có người cung cấp tung tích của Thạch Trọng, đối với cái này, Thạch Hạo khịt mũi coi thường, hắn lập tức nói với đối phương, ngươi là môn hạ của song hoa tôn giả, hay là nhận chỗ tốt của người khác, mới chạy tới bán tin tức cho ta a à, người kia sướng sờ biểu lộ kinh ngạc thạch hạo lắc đầu hắn lại không có mở ra treo thưởng vì cái gì liền có người vội vàng chạy tới bán tin tức của thạch trọng cho hắn chứ một màn này có phải là giống như đã từng quen biết đúng cái này không phải liền là hắn chơi xong hoa tôn giả bộ kia sao xong hoa a à, xong hoa người cũng quá không có tiền đồ rồi tu la ta không biết người đang nói cái gì người kia vội vàng phủ nhận được rồi trở về nói cho song hoa, bảo hắn nhiều cố gắng tích tụ chút tích xúc, nói không chừng ta sẽ còn đi thêm một chuyến, nếu không, cũng không cần lãng phí thời gian của ta. Thạch hạo cười nói, trực tiếp thức dậy, nghênh ngang rời đi. Mà một màn này, cũng phát sinh bên chỗ thạch trọng. Nhận được tin tức báo cáo, liền để song hoa tôn giả tức giận đến thổ huyết. Lại bị hung hăng làm nhục một trận A, à. hai cái tiểu bối đáng chết này, tuổi không lớn lắm, làm sao lại giảo hoạt như thế chứ? Thạch Hạo yên lặng chờ mấy ngày, hiện tại hắn có hai cái nhiệm vụ. Một, tìm kiếm tung tích của Thạch Trọng, đem hẳn chảm đi. Hai, nhìn xem chỗ nào có cơ duyên xuất hiện, để hắn ra tay, thu vào một ít tài nguyên, mau chóng tăng lên tu vi. Nửa tháng sau, tại Thái Hư Giới lại truyền ra một cái tin tức động trời. Thần tàng của Đinh Lăng Phong lưu lại đã hiện thế. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thái Hư Giới đều oanh động, mà toàn bộ người trong tinh vũ cũng đang ngo ngoe muốn động. Đinh Lăng Phong là ai? Tại sao lại có mị lực như thế? lấy ra so sánh một chút, lão cổ có bao nhiêu nghiêu bức, lấy lực lượng của một người để vạn tông triều bái, cuối cùng phi thăng tiên giới. Mặc dù bị thiên cơ chân nhân hú một cái, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự cường đại của hắn, liền xem như hiện tại, trên đại lục vẫn còn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về hắn. Mà danh khí của Đinh Lăng Phong thì lại càng lớn, chính là một cái lão cổ cấp bậc tinh vũ. Đại khái tại hơn 15 vạn năm trước, Đinh Lăng Phong cũng đã danh chấn tinh vũ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Theo lý, Mọi người nhịn một chút, chờ ra hỏa này phi thăng tiên giới, không phải sẽ được giải thoát hay sao? Thế nhưng mà, Đinh Lâm Phong dù hóa đạo, cũng không có bước ra một bước cuối cùng đăng lâm tiên giới, mà là lựa chọn chặt đứt bản thân, sống thêm một đời. Người khác lại muốn sống một thế, vậy chỉ có thể đoạt xá, nhưng đoạt xá sẽ lưu lại chuyển sinh ấn ký, ấn ký càng nhiều, lão thiên gia liền sẽ đem người chém tới, dù là chỉ có một cái chuyển sinh ấn ký, cũng sẽ ảnh hưởng tới tu luyện, đây cũng là hạ sách. Mà lão Đinh không giống hắn từ bộ nhục thân của mình mạnh mẽ sinh ra một bộ nhục thân mới để hắn lại quét ngang tinh vũ vô địch thế gian sau đó hắn lại độc bá tinh vũ vạn năm đúng vạn năm không phải là cực hạn của trúc thiên thê năm ngàn năm mà lão đinh sống dòng dã một vạn năm lần này người cũng nên đi tiên giới rồi a à? không lão đinh lại tự chặt bản thân sống ra đời thứ ba sau đó hắn lại vô địch một đời vẫn là một vạn năm liền như thế Lão Đinh hết thảy sống chín thế, chi phối phàm giới dòng dã chín vạn năm. Đây quả thực có thể để bất luận cái thiên tài gì cũng tuyệt vọng, bởi vì ngươi có mạnh hơn, lại có thể cùng lão Đinh so sánh sao? Đặc biệt là mấy đời sau đó, lão Đinh đã mạnh hơn thiên tế, nghe nói từng có tiên nhân hạ phàm, muốn độ hắn đi tiên giới, lại bị giày vò đến thê thảm. Sau chín thế, lão Đinh rốt cục mới đi tiên giới, từ đó về sau, lại không có tin tức nào truyền ra nữa. Theo đại năng phỏng đoán, lão Đinh tích lũy chín thế một khi xông phá cánh cửa phàm tiên có lẽ hắn sẽ trực tiếp vượt qua đồng giáp tiên xông lên ngân linh tiên thậm chí kim nguyên tiên bằng không thì lão đinh tại sao phải ở phàm giới sống chín thế làm gì chứ mà mỗi lần lão đinh hóa đạo sống lại một đời liền sẽ xây một cái chỗ ở mới ở nơi đó sinh ra thân thể cũng sẽ lưu lại hết thảy sở học suốt một đời trước tám lần trùng sinh hết thảy lưu lại tám chỗ thần tàng mà mới nay thôi mới có một và thần tàng được người chiếm được bị ai đây cửu long thần tôn Chương 819, Đinh Lăng Phong. Cửu Long Thần Tôn là nhân vật đã xuất hiện từ hơn 4 vạn năm trước, tất nhiên, trước đó hắn cũng không có sử dụng cái tên này, nhưng mà, sau khi hắn đạt được thần tàng đời thứ tư của lão Đinh, hắn liền nhất phi trùng thiên, vô địch cả thế gian. Bởi vậy có thể thấy được, lão Đinh đã trâu tới cỡ nào rồi, chỉ là lưu lại một đạo thần tàng mà thôi, liền có thể bồi dưỡng ra một tên thiên tài vô địch nhân giới. Hiện tại, lại một tòa thần tàng của lão Đinh xuất thế, nhưng đây là cái thần tàng thứ mấy của lão đinh thì mọi người cũng không rõ tóm lại khẳng định là càng đi về phía sau thần tàng lại càng kinh người nhưng cho dù là thần tàng đời thứ nhất vẫn thuộc loại chân quý nhất thế gian cho nên sau khi có tin tức truyền ra dĩ nhiên là toàn bộ tinh vũ đều đã bị kinh động đinh lăng phong đại yêu nghiệt chín thế so sánh xuống thạch hạo chỉ mới là vạn năm thứ nhất mà thôi mà lão đinh vô địch chín vạn năm mẹ nó đinh lăng phong thần tàng tử kim thử cũng rất kích động tiểu thạch đầu nhanh 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 chúng ta nhất định phải đạt được cái thần tàng này tùy tiện cũng có thể để chiến lực của người tăng lên gấp đôi ngươi có biết tại sao hắn phải sống ở phàm giới chín thế không thạch hạo nhún vai không biết trên thực tế mỗi một thế hắn đều sáng tạo ra một môn kỹ pháp tên là cửu tự chiến pháp từ kim thử nói ra dù là tiên giới cửu tự chiến pháp cũng thuộc loại vô địch chiến pháp liền những tên tiên tôn kia cũng rất hứng thú mà cửu tự chiến pháp này gồm có 9 từ, Đinh Lăng Phong ta vô địch thiên hạ, ha. Phúc, Thạch Hạo lập tức cười phun một tiếng, uy uy uy, đây cũng quá tùy tiện đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy lão già này cũng có chút không đáng tin cậy. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, khi đó Đinh Lăng Phong liên tục vô địch trong chín thế, cho nên cũng không thể coi như quá mức. Hơn nữa tử kim thử cũng đã nói, dù là tiên tôn cũng muốn muốn có cửu tự chiến pháp, có thể thấy được lão Đinh Châu tới cỡ nào. Cho nên, đời thứ nhất hắn sáng tạo tạo pháp chính là chữ đinh sao thạch hạo hỏi không sai từ kim thử gật đầu từ chiến pháp liền có thể suy đoán ra cái này thuộc về cái thần tàng đời thứ nhất được a à, thạch hạo lộ ra nụ cười chúng ta xuất phát xuất phát không chỉ là từ kim thử kích động thạch phong cùng ông nam tình cũng như thế bọn hắn đều nghe được truyền kỳ của lão đinh trong thái hư giới mà sắc mặt cũng liền thay đổi so sánh xuống lão cổ chân đúng là quá bình thường không có cách một cái xương hùng tinh thể một cái độc bá tinh vũ hơn nữa còn là chín thế dĩ nhiên không phải thuộc một hàng một đội bọn hắn liền xuất phát bắt đầu xuyên qua từng tinh vũ nhưng cũng có chút bất ngờ là chỗ truyền tống trận đã xếp từng cái hàng dài không có cách thần tàng của lão đinh quá kinh người đừng nói tiểu bối chính là đại năng đỉnh cao nhất cũng sẽ động lòng cho nên người của toàn bộ tinh vũ đều hướng về phía thần tàng mà đi Đoàn người của Thạch Hạo cũng không có ý che ngang làm gì, hiện tại liền trúc thiên thê đều xuất động, bọn hắn muốn ra gió cũng không được. Một đường không ngừng truyền tống, bỏ ra thời gian hơn nửa tháng, bọn hắn mới đi đến một khỏa tinh thể gần với thần tàng. Nhưng mà, thần tàng lại không phải nằm trên một cái tinh thể, mà là nằm độc lập giữa tinh không. Đây chính là thủ đoạn của Lão Đinh, hư không tạo vật. Từ đó, liền có thể loại đi rất nhiều người, không đi được, phóng tới tinh vũ, chính là đại năng trúc thiên thê đều sẽ rất ít làm loại chuyện này bởi vì dùng lực lượng cả một đời của bọn hắn cũng không có khả năng xuyên qua mấy cái tinh thể so với sự rộng lớn của tinh vũ bọn hắn thật sự quá nhỏ bé nhưng còn tốt là vị trí của thần tàng cách cái tinh thể này cũng không xa lắm nếu trúc thiên thê đại năng dùng tốc độ cao nhất mà đi thời gian một năm hẳn có thể tới nơi nhưng mà không có cái trúc thiên thê nào sẽ như vậy làm một năm a à, quá lâu vậy làm sao bây giờ dùng tinh hạm thạch hạo đều có chút ngượng ngùng hắn mượn tinh hạm của đại viêm đế triều đến nay đã qua rất lâu nhưng vẫn chưa có trả lại ân sau lần gặp lại rồi trả luôn cũng không muộn hắn lái tinh hạm hướng thẳng về vị trí của thần tàng mà đi này liền nhanh hơn nửa tháng mà thôi bọn hắn liền đã tới nơi phía trước một ảnh quang hoa bao phủ hiện ra một tòa sơn mạch vẫn có thể nhìn thấy thác nước đang chảy biển cả đại dương như là tiên cảnh chỉ là nơi này có quang hoa bao phủ vẫn không có người nào có thể tiếp cận. Thủ đoạn của lão đinh quá mức châu bò, tự là đại năng đỉnh cao nhất cũng không thể phá hủy, chỉ có thể ngồi chờ cửa mở. Bởi vậy, xung quanh tòa núi này, khắp nơi đều là tinh hạc, lít nha lít nhít. Đứng đầu, khẳng định là thế lực của đại năng Trúc Thiên Thê, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người vô cùng giữ quy củ. Người là Trúc Thiên Thê lại như thế nào, dám ở trước mặt đỉnh cao nhất làm càn sao? Phó đạo giới, cấp bậc cùng thực lực vẫn chính là những thứ nặng nhất. Thạch Hạo rất tự giác đem tinh hạm dừng ở phía sau, hiện tại cũng không phải lúc cướp của nha. Theo thời gian trôi qua, tinh hạm đi tới cũng càng ngày càng nhiều. Thạch Trọng tới rồi sao? Hẳn là tới, Thạch Hạo thầm nghĩ, lấy thủ đoạn của hắn, muốn cầm tới một chiếc tinh hạm cũng không khó lắm, nhưng mà, lần tranh đoạt này đoán chừng tiên giới cũng sẽ nhúng tay. Cửu tự chiến pháp, tiên tôn cũng phải tâm động nha. Tới đi, Thạch Hạo tin tưởng, Lão Đinh Tuyệt không có khả năng chỉ xem ai có thực lực mạnh hơn liền đem thần tàng giao cho người đó, mà sẽ dùng một loại phương thức nào đó để lựa chọn. Cho nên, chờ đi, mà người tới thì càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ có xung đột, không đến ba ngày, chiến đấu liền phát sinh hơn trăm lần, thậm chí còn có mấy cái đại năng đỉnh cao nhất dính vào trong đó, nhưng cũng còn tốt, dù sao cũng chưa tối lúc tranh đoạt bảo vật, tất nhiên cũng không có vị đại năng nguyện ý đánh tới đầu rơi máu chảy. Từng ngày trôi qua, lồng ánh sáng cũng càng ngày càng nhược, Rốt cục, đến một ngày nào đó, lồng ánh sáng đột nhiên biến mất. Có thể tiến vào, lập tức, từng chiếc tinh hạm lập tức xuất phát, hướng về phía dãy núi kia mà đi. Từng chiếc từng chiếc lần lượt phát động, lái về phía thần tàng. Trong cái tinh vũ này, đại năng thật sự là nhiều lắm. Đợi cả buổi sau, Thạch Hạo mới có thể điều khiển tinh hạm mà đi tới. Hắn khu động tinh hạm, hướng về dãy núi rơi đi. Dãy núi vô cùng lớn, hoàn toàn có thể so sánh một khỏa tinh thể. Cho nên cũng có thể rất nhiều nơi để đáp xuống. Nhưng mà, để Thạch Hạo bất ngờ chính là vừa mới tới gần, tinh hạm liền bị một cỗ lực lượng đánh tới, căn bản không có cách lại khống chế tinh hạm. Xèo, tinh hạm lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống phía dưới, sau đó hung hăng va vào một khu rừng nguyên thủy. Còn tốt, tinh hạm được chế tạo từ 10 sao chân kim, có thể chịu đựng được phong bạo trong tinh không, cho nên dạng va chạm này tự nhiên cũng không thành vấn đề. Ba người Thạch Hạo ba người ra ngoài, lại đem tinh hạm thu hồi sau đó lập tức bắt đầu quan sát địa hình, để xem tiếp theo nên đi hướng nào. Nhưng khi đưa mắt nhìn bốn phía, cơ hồ chỗ nào cũng đều như nhau, khắp nơi đều những dãy núi cao ngút, phía dưới là rừng cây lít nha lít nhít, giống như đi hướng nào cũng đều như nhau. Được, vậy thì tùy tiện đi một chút là được, ba người thạch hạo liền lăn bánh mà đi, dạo bước trong rừng. Ngang, nơi xa vang bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi của yêu thú, kinh thiên động địa. Mười sao yêu thú, thạch phong trầm giọng nói ra, cái thần tàng của Lão Đinh này cũng quá kinh khủng, thế mà nuôi cả yêu thú cập bậc Trúc Thiên Thê. Hoặc là nói, liền Trúc Thiên Thê cũng bị hắn vây ở nơi này, đều qua thật nhiều vạn năm, nhưng thủ đoạn hắn bày ra vẫn còn có thể hoạt động, không có bất kỳ đầu yêu thú nào có thể thoát ra. Quả không hổ là Đinh Lăng Phong A.